100001. t nơi xa mọi người sớm đã thối lui đến hơn mấy trăm dặm thấy cảnh tượng này thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh hỗn thế ma viên này thực sự quá hung tàn đây chính là bốn tên hợp đạo tiên quân a vậy mà lại bị nó tiêu diệt một cách dễ dàng như thế thậm chí tôn trưởng lão kia ngay cả muốn tự bạo cũng không thể nào làm được trọn vẹn yên tĩnh một lúc lâu mọi người vẫn như cũ cảm thấy giống như là đang nằm mơ có ít người đã lặng lẽ lui lại chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này ai có thể nghĩ tới vốn chỉ là cuộc chiến thiên kiêu ở giữa thế hệ tuổi trẻ vậy mà diễn biến cho tới tình trạng như bây giờ tứ đại tiên quân đến từ tứ đại tiên môn hơn nữa mọi người đều là nhân vật quan trọng có quyền cao chức trọng bây giờ toàn bộ mất mạng ở trên núi thiên kiếp này tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu trên toàn bộ tu chân giới sau khi giải quyết tứ đại tiên quân thần niệm của dịp trần đảo qua trong đám người xung quanh sau khi tìm được khí tức của hiên nguyệt thì thân thể hơi chao đảo một cái trong nháy mắt thì đã đi tới trước mặt hiên nguyệt quỳnh bích lạc lập tức hơi kinh hãi trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi nói ngươi ngươi muốn làm gì dịp trần không để ý đến quỳnh bích lạc trực tiếp kéo bàn tay trắng như ngọc của hiên nguyệt hiên nguyệt ngươi bằng lòng đi cùng với ta không hiên nguyệt hơi sững sờ sau đó thì nặng nề nhẹ gật đầu. Ta đồng ý. Diệp Trần lập tức nở ra nụ cười, trực tiếp đưa tay ông lấy eo nhỏ của Hiên Nguyệt, sau đó quay người liền đi. Quỳnh Bích Lạc ở một bên thì lập tức choáng váng, trọn vẹn sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tức giận. Diệp Trần thế mà cứ như vậy không kiên kỵ chút nào bắt độ đệ cưng của mình đi rồi thế nhưng là vừa nghĩ tới thực lực mà dịp trần thể hiện ra trước đó cùng với con hung thú làm cho người ta phỉa sợ hãi kia nàng ta cuối cùng vẫn không có dũng khí đuổi theo ngăn cản mà dịp trần mang theo hiên nguyệt cũng không tiếp tục chờ lâu vọt thẳng lên trời mà đi mà hỗn thế ma viên kia cũng theo sát đằng sau trong nháy mắt hai người một vượng cũng đã biến mất ở trên chín tầng trời chui vào bên trong tinh hà đầy trời kia tin tứ đại tiên quân chết không được bao lâu cũng đã được truyền về tứ đại tiên môn đến lúc đó Diệp Trần chắc chắn sẽ là đối tượng truy nã của tứ đại tiên môn. Lấy thực lực hôm nay của hắn, cho dù là tăng thêm hỗn thế ma viên sự giúp đỡ cường lực này, cũng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn chống lại tứ đại tiên môn. Cho nên hắn bây giờ, nhất định phải nhanh mang theo hiên nguyệt trở về hạo thiên giới, chỉ cần trở về hạo thiên giới thì không có ai có thể làm gì được hắn. Sau khi rời khỏi tinh cầu nguyên thủy, Diệp Trần trực tiếp sử dụng tiêu giao tiên châu, mang theo hiên nguyệt và hỗn thế ma viên, không ngừng nhảy vọt bên trong mỗi loại trận pháp truyền tống cỡ lớn, thẳng đến phương hướng mê la tinh hải mà đi, sau 4 năm ngày cũng đã đi được hơn một nửa lộ trình, càng ngày càng cách mê la tinh hải càng gần. Mà cùng lúc đó, bên trong đại điện tông môn của vô cực tông, đứng ở đó có bốn đạo khí tức vô cùng cường hoành. Bốn người này theo thứ tự là Vân Thương Sinh Tông Chủ Vô Cực Tông, Công Tôn Vô Ngã Tông Chủ Kình Thương Tông, Thái Sơ Văn Nhất Tông Chủ Thái Huyền Tông và Đồ Diệt Sinh Điện Chủ Trường Sinh Điện bốn vị tông môn chi chủ này đều tập trung ở tại đây, hiển nhiên là vì chuyện xảo ra ở trên núi Thiên Kiếp vào mấy ngày trước. Mà ở bên trong đại điện đang lơ lửng là một chiếc la bàn thần bí, la bàn đang nhanh chóng xoay tròn, xung quanh từng đạo phù văn thần bí lấp lóe, hiển nhiên là một cái pháp bảo cực kỳ không đơn giản. Vân Tông Chủ, đây cũng đã trồng trả tới hai ngày rồi, vô cực nhân quả bàn của Quý Tông còn chưa tìm ra được tung tích của tiểu tử kia sao? người nói chuyện chính là công tôn vô ngã tông chủ của kình thương tông hai người thái sơ văn nhất và độ diệt sinh ở một bên trên mặt cả hai cũng đều hiện ra vẻ mặt không kiên nhẫn hóa ra cái la bàn ở trên không trong đại điện kia tên là vô cực nhân quả bàn chính là một cái thần khí chí bảo của vô cực tông có thể thông qua lực lượng của nhân quả pháp tắc khóa chặt hành tung của mục tiêu sau khi hôm đó dịp trần rời khỏi tinh cầu nguyên thủy thì đã xuyên toa không gian mà đi Tiêu giao tiên châu trong tay hắn căn bản không có dấu vết để mà tìm kiếm, bốn đại tông môn phái ra rất nhiều nhân mã cũng vẫn chưa thể tìm được hành tung của Diệp Trần. Ở dưới sự bất đắc dĩ, mọi người nghĩ tới vô cực nhân quả bàn của Vô Cực Tông, chuẩn bị dùng pháp bảo này đến tìm kiếm hành tung của Diệp Trần. "Các vị đừng vội. Có vô cực nhân quả bàn ở đây, chỉ cần là người nhiễm nhân quả thì chắc chắn có thể tìm thấy, chẳng qua là cần phải có thời gian mới được." Vân Thương Sinh một mặt lạnh nhạt nói trầm mặt một lát, Thái Sơ Văn nhất lại mở miệng nói. Các ngươi nói, tiểu tử kia đến cùng là có lai lịch gì? Ta càng nghĩ cũng không thể nào nghĩ ra cái vấn đề này. Ba người còn lại nghe thấy vậy cũng thi nhau nhíu chặt lông mày. Công tôn vô ngã hít sâu một hơi, tiếp lời nói. Ta cũng hết sức tò mò. Nghe nói tiểu tử kia không môn không phái, hơn nữa ở hơn 10 năm trước, chưa từng nghe nói qua có nhân vật này, không có ai biết lai lịch của hắn, trước đó biến mất ở bên trong mê la tinh hải rồi lại trở về bình yên vô sự ở trên núi thiên kiếp leo lên đỉnh thiên kiếp thần tháp còn thả ra được hỗn thế ma viên đồ diệt sinh cũng đi theo cảm khái nói không sai trên người kẻ này hoàn toàn chính xác là có rất nhiều bí mật rất nhiều chuyện cho dù là chúng ta cũng khó có thể làm được nhưng là tất cả đều được hắn làm được không thể không nói đây thực sự rất tà môn vân thương sinh bỗng nhiên cũng nói Ta có một loại cảm giác, sau lưng của người này chắc là một vị có tồn tại cực mạnh nào đó. Nói không chừng có thể là người đã vượt qua thiên kiếp. Vân Thương Sinh nói ra lời này thì ba người còn lại tất cả lập tức cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vân Tông chủ, chỉ giáo cho. Vân Thương Sinh dừng lại một chút mới nói tiếp. Căn cứ vào ghi chép trong cổ tịch của Vô Cực Tông ta kể về về những cường giả thành công vượt qua thiên kiếp kia thì sẽ bị thiên ý đẩy vào bên trong thế giới hỗn độn hơn nữa nhóm những cường giả đó thì sẽ ở bên trong thế giới hỗn độn mở ra một phương tiểu thế giới cho nên ta đang nghĩ kẻ này có khả năng không phải là người của thế giới chúng ta mà là đến từ một cái tiểu thế giới khác hơn nữa ở đằng sau tiểu tử này chắc là có sự tồn tịa của một vị nào đó đã vượt qua thiên kiếp mà chúng ta chỉ cần bắt được người này thì có lẽ có thể biết được một chút về bí mật sau khi độ kiếp ba người khác nghe được điều này thì hai mắt của tất cả đều lập tức sáng lên trong mắt hiện ra vẻ cực nóng nồng đầm bốn người bọn họ thật ra thì cũng sớm đã bước vào cảnh giới độ kiếp chỉ là bởi vì không có nắm chắc chống lại thiên kiếp cho nên vẫn luôn liều mạng áp chế tu vi của mình bọn họ đạt tới cấp độ này thật ra thì cái gọi là địa vị quyền thế cũng đã không còn quan trọng như trước chỉ có thành công vượt qua thiên kiếp mới là chuyện mà bọn họ khát vọng nhất vì thế bọn họ mới có thể không tiếc bất cứ giá nào ngay vào lúc tứ đại bá chủ đang đàm luận ông vô cực nhân quả bạn ở trên không trong đại điện bỗng nhiên đung đưa kịch liệt sau đó thì ở phía trên la bàn kia bắt đầu xuất hiện từng cái hình ảnh bỗng nhiên chính là thân ảnh của dịp trần hiên nguyệt và hỗn thế ma viên vân thương sinh đột nhiên đứng dậy mặt mũi đầy vẻ mừng rỡ khóa chặt hành tung của tiểu tử kia ồ trong khoảng thời gian ngắn mũi mấy ngày mà bọn chúng thế mà đã trốn tới mấy trăm cái tinh vực chờ một chút nơi mà bọn chúng chạy đi dường như là mê la tinh hải lại nói dịp trần mang theo hiên nguyệt và hỗn thế ma viên một khắc cũng không có dừng lại ngựa đi đường không ngừng vó cuối cùng ở ngày thứ bảy chạy tới khu vực gần với tinh cầu thiên hoang mê la tinh hải cũng đã gần ngay trước mắt đến lúc này dịp trần cuối cùng mớ thờ phào một hơi lấy nội tình thâm hậu của bác đại tiên môn bọn họ chỉ cần còn ở bên trong tu chân giới thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra chỉ có trở lại hạo thiên giới thì bọn họ mới có thể xem như là hoàn toàn an toàn chẳng mấy chốc sau khi đến tinh vực thiên hoang, xung quanh cũng đã đã không còn có trận pháp truyền tống nào có thể mượn dùng, tiêu giao tiên châu cũng đã mất đi tác dụng. Sau khi dịp trần thu hội pháp bảo lại, dẫn theo hiên nguyệt và hỗn thế ma viên trực tiếp vượt qua hư không hướng mê la tinh hải chạy tới. Tôn thượng, ta phải nói, ngài chính là quá khẩn trương. Tu chân giới lớn như vậy, bác đại tiên môn gì đó muốn tìm được chúng ta nào có dễ dàng như vậy. Coi như bọn họ thật đuổi đi tới, có lão vượng ta ở đây nhất định có thể đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất hỗn thế ma viên vào lúc này đã biến hóa thành bộ dáng của một người đàn ông trung niên ở bên cạnh diệp trần mở miệng nói chuyện trải qua mấy ngày nay ở chung diệp trần và hỗn thế ma viên này đã rất quen thuộc cái tên này ngoại trừ tính tình có chút táo bạo ra nhưng là rất dễ ở chung diệp trần lắc đầu cười nói lão vượng cẩn thận thì thuyền có thể chạy được vạn năm Ngươi dù sao cũng mới chỉ có thất giai mà ta cũng chỉ có cảnh giới phản hư mà thôi, nếu thật đột nhiên xuất hiện ra mấy vị độ kiếm đế quân ở đây thì chúng ta sợ đều phải xong đời. Trên khuôn mặt Hỗn Thế Ma Viên hiện ra vẻ khinh thường, tuy nhiên cũng không có mở miệng phản bác. Tuy nhiên, ngay khi Mê La Tinh Hải đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mắt thấy là sắp đạt tới mục đích thì sắc mặt của Hỗn Thế Ma Viên bỗng nhiên thay đổi lớn. Nguy rồi. Thật đúng như những gì ngài nói ta dường như cảm ứng được mấy cổ khí tức cực mạnh đang nhanh chóng đuổi theo tới gần chúng ta. Cùng lúc hỗn thế ma viên nói ra lời này, không đợi Diệp Trần mở miệng thì lập tức biến trở về nguyên hình, sau đó một tay bắt lấy Diệp Trần, một tay nắm lấy Hiên Nguyệt, tốc độ trong nháy mắt đề thăng lên tới cực hạn. Sư Hỗn thế ma viên này không hổ là lão quái vật sống qua vô số kỷ nguyên, lĩnh ngộ về thời không pháp tắc sớm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, chớp mắt một cái thì đã vượt qua ức vạn cây số trong tinh không, đi tới bên trong mê la tinh hải. Nhanh! Đi quả tinh cầu ở giữa kia. Diệp Trần cũng biết tình huống khẩn cấp, lập tức chỉ rõ phương hướng cho hỗn thế ma vương. Oanh! 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 Hỗn thế ma viên mang theo hai người nhảy vọt ở trong tinh cầu, chẳng mấy chốc đã xuyên qua tầng tinh vực thứ bảy, chỉ còn tầng tinh vực thứ tám kia cũng đã ở ngay trước mắt. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, âm âm. Trong hư không xung quanh bỗng nhiên lắc lư kịch liệt một trận, sau đó thì tính cả thời hông cũng xảy ra bóp méo, bọn họ giống như tiếng vào bên trong một cái không gian khác. Diệp Trần thấy thế lập tức ngậm nói một tiếng hỏng bét. Rất rõ ràng, không gian xung quanh dường như đã bị người phong tỏa, hơn nữa người phong tỏa không gian đối với khả năng sử dụng thời không pháp tắc quả thực đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Răng rắc bên trong hư không phía trước lập tức đã nứt ra một cái khe hở lớn. sau đó thì một đạo thân ảnh người đàn ông trung niên từ bên trong cái khe hở kia chậm rãi đi ra. cha cha, người chính là con hỗn thế ma viên trong truyền thuyết kia sao? quả nhiên cùng với nghe lời đồn đại quả không sai, không tệ, không tệ. người này bỗng nhiên chính là tông chủ vô cực tông, vân thương sinh. răng rắc, xoạc xoạt xoạc xoạc. Sau khi giọng nói của Vân Thương Sinh rơi xuống thì ở bên trong hư không ở ba hướng còn lại cũng thi nhau vỡ ra một đạo khe hở lớn, sau đó từ bên trong đó có ba đạo thân ảnh đi ra. Bỗng nhiên chính là Tam Đại Bá chủ Công Thương Vô Ngã, Thái Sơ Văn Nhất và Đồ Diệt Sinh. Diệp Trần nhìn thấy bốn người này thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn, kiếp trước hắn chính là tử địch đối với Bát Đại Tiên Môn, đối với bốn người trước mặt này tự nhiên là không thể hiểu rõ hơn nữa. Thật sự không nghĩ tới thế mà ngay cả người đứng đầu của tứ đại tiên môn đều tự thân xuất mã cho dù là dịp trần thì ở ngay vào thời khắc này trong lòng cũng không thể không hiện lên một chút tuyệt vọng dù sao bốn người trước mắt này tuyệt đối là tồn tại đứng đầu nhất trong tu chân giới cho dù là ở thời điểm đỉnh phong của kiếp trước cùng lúc gặp được bốn người trước mắt này trên cơ bản là cũng không có bất kỳ một chút phần thắng nào huống chi là hắn bây giờ mới chỉ có cảnh giới phản hư sơ kỳ mà thôi ở trên khuôn mặt to lớn đầy lông xù của hỗn thế ma viên cũng đồng dạng hiện ra vẻ ngưng trọng nồng đầm. Tuy rằng nó là dị chủng thượng cổ, thực lực có thể so với độ kiếp đến quân, nhưng đối phó một tên có lẽ còn có phần thắng, đồng thời đối phó bốn tên độ kiếp đến quân hơn nữa còn là tồn tại có thực lực mạnh nhất bên trong độ kiếp đế quân, thế thì còn đánh như thế nào? Lực lượng cấm chế bên trong mê la tinh hải thế mà thật đã biến mất hoàn toàn. Tiểu tử Ngươi có thể nói cho bổn tông chủ, đây là nguyên nhân vì sao không công tôn vô ngã tông chủ kình thương tông một mặt bình thản nhìn qua dịp trần ở trong tay của hỗn thế ma viên chậm rãi mở miệng nói ngươi thật sự muốn biết lông mày dịp trần hơi nhíu lại trên mặt hiện ra nụ cười mỉm thần sắc vô cùng bình tĩnh nói hắn biết rõ nếu như liều mạng chỉ dựa vào hắn và hỗn thế ma viên thì xa xa không phải đối thủ của bốn người trước mắt này huống chi hắn còn phải phân ra tinh lực để đi chiếu cố hiên nguyệt hơi không cẩn thận thì toàn bộ đều xong đời cho nên bây giờ chỉ có thể lấy trí chứ tuyệt đối không thể liều mạng. Sau khi nói xong lời này, Diệp Trần vẫn không quên đối với hỗn thế ma viên thông qua thần thức truyền âm một câu để hắn tạm thời không nên khinh cử vọng động. Bớt nói những lời vô nghĩa đi. Không muốn chết thì thành thật khai báo cho ta. Đồ diệt sinh ở một bên lập tức quát lên một tiếng. Thần sắc của Diệp Trần vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt, lần nữa cười nhạt một tiếng mới chậm rãi mở miệng nói ra bởi vì ta đã đạt được truyền thừa của hạo thiên đại đế. ưm. Ừ. Thật ra thì bốn người bọn họ cùng với những cự đầu khác đều đã mơ hồ đoán được, chỉ là không có nghĩ tới, dịp trần vậy mà thừa nhận dứt khoát như thế. Nói tiếp. Hai mắt công tôn vô ngã khẽ hiếp một cái, mở miệng nói. Dịp trần tiếp tục nói. Mê La Tinh Hải này vốn là một cái bí cảnh để Hạo Thiên Đại Đế tìm kiếm người thừa kế, truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế đã được ta đạt được, cấm chế nơi này tự nhiên cũng sẽ biến mất tứ đại bá chủ nghe xong lời này của dịp trần thì không thể không liếc mắt nhìn nhau một cái thi nhau nhẹ gật đầu lời này của dịp trần chính là sự thật hơn nữa hợp tình hợp lý bọn họ không thể không tin bọn họ chỉ là không có nghĩ tới dịp trần vậy mà lại thừa nhận trực tiếp mà lại dứt khoát như thế tiểu tử xem ra ngươi coi như thức thời đã như vậy nói ra truyền thừa mà ngươi đạt được từ hạo thiên đại đế một chút đi thái sơ văn nhất cũng theo đó mà nói ra một câu ánh mắt của ba người còn lại nghe được điều này thì cũng lập tức trở nên nóng bỏng dịp trần lập tức cười ha ha một tiếng bốn vị ta biết các ngươi muốn hỏi chính là cái gì các ngươi đơn giản chính là muốn biết làm sao có thể bước đi ra một bước cuối cùng thành công vượt qua thiên kiếp đúng không oanh lời này của dịp trần vừa mới nói ra tứ đại đế quân rõ ràng cũng hơi có chút kích động ngươi quả nhiên biết mau nói. Đồ diệt sinh có tính tình tương đối vội vàng sao động, đã không nhịn được mà thúc giục. Diệp Trần cũng không có để ý tới mà là ở bên trong bàn tay của hỗn thế ma viên đối một cái tư thế thoải mái mà ngồi xuống mới chậm rãi nhã nhặn mở miệng nói. Ta không có ngu như vậy. Ta cứ nói như vậy thì các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Hai mặt đồ diệt thiên lập tức trừng một cái, trên người dân lên một cổ sát khí trùng thiên, cười lạnh nói. Không nói vậy ta trước hết bắt ngươi lại, sau đó dùng thuật sư hồn tự mình tìm. Đồ diệt sinh nói xong thì giả bộ chuẩn bị ra tay với Diệp Trần. Diệp Trần cười lạnh, vô cùng bình tĩnh nói. Tuy rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ở trước khi ngươi bắt tới, tự bạo nguyên thần thì vẫn có thể làm được. Ngươi! Đồ diệt sinh nghe thấy lời này thì thân thể lập tức bị kìm hãm, sững sờ không dám tiếp tục động thủ. Hoàn toàn chính xác, tuy rằng bây giờ ở dưới loại cục diện này, bọn họ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thế nhưng nếu như dịp trần muốn tự bạo nguyên thần thì đây chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt cho dù là lấy lực lượng của bốn người bọn họ cũng tuyệt đối không ngăn cản được ha 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 sau khi bốn người trầm mặc một lát thái sơ văn nhất tông chủ thái huyền tông bỗng nhiên cười ha ha một tiếng nói dịp tiểu hữu ngươi trước tiên không nên kích động có chuyện gì thì có thể nói chuyện thật tốt đi nếu như ngươi thật sự tự bạo nguyên thần thì chẳng tốt cho ai cả thái sơ văn nhất nói xong lời này thì vân thương sinh cũng hùa theo mở miệng nói không sai chỉ cần ngươi nói ra bí mật năm đó hạo thiên đại để độ kiếp thành công cho chúng ta biết bổn tông chủ có thể cam đoan không có ai sẽ động một đầu ngón tay như thế nào lông mày dịp trần hơi nhíu lại như thể đã có chút động tâm lời này của ngươi có thật không vân thương sinh cười ha ha một tiếng Vân Thương Sinh ta thân là tông chủ Vô Cực tông, chẳng lẽ còn có thể mở miệng ra để lừa gạt ngươi hay sao? Tuy rằng ngươi có chút ân quá với tông môn ta, nhưng cái chuyện này với ta mà nói chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi, chỉ cần ngươi nói ra thứ mà chúng ta muốn biết, bốn đại tông môn chúng ta sau này sẽ không tới làm khó xử ngươi. Vân Thương Sinh nói xong thì ba người khác cũng thi nhau gật đầu, mọi người đều hiện ra vẻ mặt ôn hòa, ngay cả đồ diệt sinh luôn luôn sát khí trùng thiên cũng mạnh mẽ gạt ra một nụ cười tươi. Diệp Trần thấy thế thì lập tức âm thầm cười lạnh. Hắn nếu không phải kiếp trước đã từng rất hiểu mấy người này thì chỉ sợ thật sự đã tin chuyện ma quỷ của bọn họ. Nhất là cái tên Vân Thương Sinh này có thể nói là xảo trá âm hiểm tới cực điểm, năm đó Diệt Thế Tiên Quân chính là một cái ví dụ điển hình. Tuy nhiên, Diệp Trần đương nhiên sẽ không đâm thủng bọn hắn, trên mặt cố ý hiện ra nụ cười vui mừng, sau đó trầm ngâm một lát mới cắn răng nói. Được, ta có thể nói bí mật này ra cho các ngươi biết tuy nhiên các ngươi trước tiên nhất định phải lập xuống lời thề bản mệnh mới được thật ra thì dịp trần rất rõ ràng sau khi đạt tới cảnh giới của bốn người trước mắt này lời thề bản mệnh đối với bọn họ mà nói đã không có lực ước thúc quá lớn cho dù là vi phạm với lời thề bản mệnh cũng có biện pháp để có thể hóa giải phản phệ của thiên đạo một cái dễ dàng quả nhiên bốn người liếc mắt nhìn nhau một cái tất cả đều hiện ra ý cười nồng đầm được vậy thì như dịp tiểu hữu mong muốn chẳng mấy chốc, tất cả bốn người bọn họ đều đã lập xuống lời thề bản mệnh, chỉ cần Diệp Trần nói ra bí mật vượt qua thiên kiếp cho bọn họ biết thì bọn họ sẽ không còn gây sự với Diệp Trần bằng không trời tru đất diệt. Diệp Trần thì lập tức giả bộ một bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt, nói lời cảm tạ một hồi đối với bốn người bọn họ, bốn người thì trong lòng âm thầm cười lạnh, không nghi ngờ gì. Được. Lời thề bản mệnh chúng ta cũng đã lập xuống, lần này ngươi dù sao cũng nên nói ra rồi chứ. Đồ diệt sinh mở miệng thúc giục thêm lần nữa. Diệp Trần mỉm cười chỉ về phía sau lưng của Vân Thương Sinh, chậm chậm nói. Bí mật vượt qua thiên kiếp liền ở trên quả tinh cầu đằng sau lưng ngươi. Bốn người lập tức hơi sững sờ, đồ diệt sinh có tính tình vội vàng sao động nhất, nhìn không được cao giọng nói. Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Nói rõ một chút. Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua đồ diệt sinh, mới chậm rãi nói. Đây chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Quả tinh cầu kia ở vào vị trí trung tâm của mê la tinh hải, truyền thừa của hạo thiên đại đế thế nhưng là ở trên quả tinh cầu kia, các ngươi chỉ cần đi vào quả tinh cầu đó thì tự nhiên sẽ biết được ảo diệu ở trong đó. Diệp trần mặt ngoài thì nhẹ như mây gió, thật ra thì lúc nói ra lời này tim trong lòng ngực lại nhảy loạn lên. Ở bên trong tu chân giới, Diệp Trần bất kể nói như thế nào cũng không thể nào là đối thủ của bốn người này nhưng nếu như có thể lừa bốn người này tới hạo thiên giới vậy coi như có rất nhiều khác biệt a à. ở bên trong hạo thiên giới hắn chính là tồn tịa không gì không làm được cho dù là một trăm tên độ kiếp đế quân cũng không bằng được một cái ngón tay của hắn bốn người nghe được lời này của diệp trần không thể không liếc nhau nhìn một cái nữa trong mắt tất cả đều hiện ra vẻ ngờ vực hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của diệp trần tiểu tử lúc trước ngươi vội vàng chạy tới mê la tinh hải như vậy Mục tiêu chắc là quả tinh cầu kia phía không? Chẳng lẽ trên quả tinh cầu đó cất giấu loại ác chủ bài nào đó của ngươi sao? Vân Thương Sinh đến cùng vẫn là cáo già, hai mắt nhìn thẳng vào Diệp Trần, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Trần sớm đã biết, lão gia hỏa bất tử trước mắt này chắc chắn sẽ không bị lừa dối một cách dễ dàng như vậy, nhưng càng vào lúc này thì càng không thể luống cuốn tay chân. Diệp Trần cố ý hiện ra một mặt vẻ làm khó, trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Được rồi, vậy ta nói thật với các ngươi đi trên quả tinh cầu kia thật ra thì ẩn giấu một chỗ bí cảnh ta chỉ cần có thể trốn ở bên trong cái bí cảnh kia thì trên đời này không có người nào có thể tìm được ta hơn nữa diệp trần nói đến đây cố ý muốn nói lại thôi hơn nữa cái gì công tôn vô ngã một mặt lạnh lùng hỏi tới một câu diệp trần lại tỏ vẻ do dự một lát mới nói hơn nữa ở bên trong bí cảnh này có một khối thần bia tất cả truyền thừa của hạo thiên đại đế đều được khắc vào trên khối thân bia đó đồ sinh diệt nghe tới lời này thì hai mắt lập tức tỏa sáng hướng về phía ba người khác nói tiểu tử này chắc cũng không dám dối gạt chúng ta đã như vậy vậy chúng ta còn chờ cái gì qua xem một chút đi công tôn vô ngã và thái sơ văn nhất cũng đều hiện ra vẻ động tâm lời này của dịp trần cũng coi là nửa giả nửa thật cho nên gần như không tìm ra cái lỗ thủng nào hơn nữa theo suy nghĩ của bọn hắn thì diệp trần bây giờ đã là vật nằm trong lòng bàn tay của bọn hắn căn bản không sợ hắn làm ra bất cứ chuyện gì lạ thường tuy nhiên khi diệp trần thấy mưu kế đã có hiệu quả thì ngay vào lúc này vân thương sinh bỗng nhiên mở miệng nói ta thấy kẻ này rất xảo trá chúng ta vẫn là nên cẩn thận thì hơn đồ điện chủ công tôn tông chủ phiền hai người các ngươi đi tới trước viên tinh cầu kia nhìn một chút có phải thật như lời nói của tên tiểu tử này không Diệp Trần lập tức thầm mắt một tiếng lão hồ ly. Tuy nhiên, hắn ngược lại tuyệt không lo lắng, bởi vì hắn cũng không có nói dối, trên quả tinh cầu này hoàn toàn chính xác ẩn giấu đi một cái bí cảnh, chỉ có điều cái bí cảnh này có phần lớn mà thôi. Chẳng mấy chốc, đồ diệt sinh và công tôn vô ngã đi mà trở lại, hơn nữa trên mặt của tất cả đều hiện ra vẻ mừng rỡ. Vân Tông Chủ, chúng ta đã đi qua điều tra, phía trên thật có một cái cửa vào bí cảnh, hơn nữa cái bí cảnh này sâu không lường được cực kỳ không đơn giản. Tiểu tử này chắc là không có nói láo. Vân Thương Sinh nghe xong lời của hai người, đầu tiên là châu mày, gắt gao nhìn chầm chầm vào dịp trần một lát, dường như không có phát hiện ra manh mối gì, thế là mới nhẹ gật đầu nói. Áp giải tên tiểu tử này cùng đi xem xem. Chẳng mấy chốc, dịp trần, Hiên nguyệt và hỗn thế ma viên bị tứ đại đế quân áp giải cùng nhau đi tới trên tầng tinh vực thứ 8. Chính là chỗ này. Đồ diệt sinh chỉ về phía trước, đó là thông đạo đi về hạo thiên giới, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Từ tình huống trước mắt đến xem thì dịp trần dường như cũng không hề nói dối. Đồ diệt sinh trong lúc hưng phấn cũng không nghĩ quá nhiều, lúc này đang muốn đi vào. Không nghĩ tới lại bị vân thương sinh ở một bên ngăn lại. Đồ điện chủ chớ có vội vàng. Cẩn thận với tiểu tử này thì hơn. Đồ diệt sinh khẽ trao mày, có chút không hiểu, nói. Vân tông chủ, người đây là có ý gì? chỉ dựa vào tiểu tử này còn có thể làm gì được bốn người chúng ta sao? Vân Thương Sinh cười nhạt một tiếng. Dựa vào hắn thì tự nhiên không có bản sự kia. Nhưng Hạo Thiên Đại Đế đâu? Nếu như ở bên trong bí cảnh có ẩn giấu đi một loại ác chủ bài nào đó của Hạo Thiên Đại Đế, chúng ta nhưng chưa chắc có thể đỡ nổi. Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức ở trong lòng âm thầm lôi tổ tông 18 đời nhà thằng Vân Thương Sinh này lên chửi cho chục lượt. Lão già này thực sự cẩn thận quá mức a. À vậy theo như vân tông chủ thì nên làm như thế nào ba người còn lại hiển nhiên đối với mưu trí của vân thương sinh đều rất tin tưởng tất cả đều nhìn về phía hắn vân trường sinh thì lạnh lùng nhìn diệp trần một cái chậm rãi nói truyền thừa của hạo thiên đại đế đã ở ngay trong bí cảnh này rồi thì cần tiểu tử này để làm gì nữa trước tiên giết hắn giải trừ hậu hoạn cho sau này sắc mặt của diệp trần trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi Hắn dự đoán qua vô số loại khả năng lại không có nghĩ tới, lão cáo già vân thương sinh này vậy mà muốn qua sông đoạn cầu nhanh như vậy mà muốn diệt trừ hắn đi. Truyền thừa của Hạo Thiên đại đến hoàn toàn chính xác thực sự là nằm ở bên trong bí cảnh này, nhưng nếu như không có ta, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ sẽ đạt được. Diệp Trần giọng nói có lực nói. Trên mặt ba người Đồ Diệt Sinh, Công Tôn Vô Ngã và Thái Sơ Văn nhất lập tức thi nhau hiện ra vẻ do dự. Công Tôn Vô Ngã nói: vân tông chủ việc này cần phải thương lượng một chút a à. bọn họ tự nhiên không phải là không nỡ giết dịp trần cũng không phải là lo lắng phản phệ của lời thề bản mệnh theo như suy nghĩ của bọn hắn dịp trần căn bản không đủ để uy hiếp được bọn họ tạm thời giữ lại tính mạng của hắn chờ tới lúc thật sự tìm được truyền thừa của hạo thiên đại để lại giết tên này cũng không muộn không nghĩ tới vân thương sinh cười lạnh trong ánh mắt nhìn về phía dịp trần hiện ra nụ cười tinh quái nói Tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai, đằng sau cái thông đạo này căn bản không phải là cái bí cảnh gì mà là một phương tiểu thế giới được Hạo Thiên Đại Đế mở ra ở bên trong hỗn độn, ta nói đúng không? Vân Thương Sinh vừa nói ra lời này thì những người còn lại tất cả đều biến sắc. Ngay cả con ngươi Diệp Trần cũng không thể không hơi co rụt lại, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vân Thương Sinh này vậy mà đã nhìn rõ mọi thứ. Xem ra ta quả nhiên ta đoán không có sai hai mắt vân thương sinh vẫn như cũ gắt gao nhìn chầm chầm vào diệp trần lại chậm rãi mở miệng nói ra lần nữa. Tiểu tử, ngươi từ vừa mới bắt đầu thì đã muốn dẫn chúng ta vào trong thế giới đó, xem ra trong này chắc chắn có một loại ác chủ bài nào đó đối phó chúng ta. Vì lý do an toàn, trước tiên chỉ có giết ngươi, chúng ta lại đi vào trong đó dò xét, như vậy mới có thể càng thêm an toàn. Ba người công tôn vô ngã nghe được điều này thì lập tức thi nhau gật đầu, hiển nhiên đã đồng ý với suy nghĩ này của vân thương sinh nghĩ không ra các ngươi đường đường là tông chủ của các tông môn trong bác đại tiên môn vừa mới lập xuống lời thề bản mệnh lại như đánh trắm chẳng lẽ các ngươi không sợ thiên đạo phản phệ sao dịp trần mắng chửi một câu đồng thời cũng đã bắt đầu nhanh chóng vận chuyển trước mắt bởi vì tính xảo trá đa nghi của vân thương sinh ba người bọn hắn lại rơi vào tuyệt cảnh một lần nữa đối mặt với tiếng mắng chửi của dịp trần Vân Thương Sinh không thèm để ý tới một chút nào, thẳng nhiên nói. Chẳng qua chỉ là thiên đạo phản phệ mà thôi, chúng ta cốn cũng không có để ở trong lòng. Tiểu tử ngươi nếu như thật sự muốn mạng sống thì ngoan ngoãn tự phế tu vi, bổn tông chủ có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Dịp Trần trầm mặt, không tiếp tục mở miệng nói chuyện, như thể là đang cân nhắc, tuy nhiên thần niệm cũng đang lặng lẽ câu thông với hỗn thế ma viên. Vượng gia, có nắm chắc đột phá được vòng vây của bốn người bọn họ không chúng ta chỉ cần đi vào thông đạo thì ta có thể điều động lực lượng thế giới của hạo thiên giới tới chống lại bọn họ tuy nhiên câu trả lời của hỗn thế ma viên lại làm cho trong lòng dịp trần cảm thấy mát lạnh không được nếu như đối phương chỉ có hai người thì ta có hoàn toàn nắm chắc ba người cũng có thể liều mạng nhưng là đối phương có bốn tên độ kiếp đế quân hơn nữa ở bên trong độ kiếp đế quân cũng đều là tồn tại cực mạnh ta coi như sử xuất toàn bộ ác chủ bài cũng không có bất kỳ một chút nắm chắc nào khi người giao lưu với nhau thông qua thần niệm chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt dịp trần đạt được đáp á này lập tức lại tuyệt vọng một lần nữa tuyệt cảnh bọn họ lại rơi vào tuyệt cảnh một lần nữa tứ đại đế quân ngăn ở trước mắt giống như bốn ngọn núi cao không thể vượt qua hạo thiên giới rõ ràng đã ở gần ngay trước mắt lại khó có thể thực hiện biệt khuất quá oan uổng đúng lúc này hỗn thế ma viên bỗng nhiên lại thông qua thần thức truyền âm nói tôn thượng nhất định phải tiến vào thông đạo mới có thể điều động lực lượng thế giới của hạo thiên giới sao người nói vô tâm người nghe lại có ý nhất định phải tiến vào thông đạo mới có thể điều động lực lượng thế giới của hạo thiên giới sao trong lòng diệp trần lập tức hơi chấn động một chút từ sau khi ra khỏi hạo thiên giới tiến vào tu chân giới diệp trần đã không cách nào điều động lực lượng thế giới của hạo thiên giới Hắn vẫn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là Hỗn Thế Ma Viên lại lập tức nhắc nhở hắn. Dường như trước đó Hỗn Nguyên Đại Đế kia xâm lấn tới Hạo Thiên Giới có thể đối kháng với thiên ý của Hạo Thiên Giới nói không chừng chính là bởi vì điều động lực lượng thế giới của Hỗn Nguyên Giới. Như vậy hắn ở bên trong tu chân giới thì chắc chắn không cách nào điều động lực lượng thế giới của Hạo Thiên Giới hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức tập trung toàn bộ tất cả thần niệm vào trong tim thế giới chi tâm đã hòa thành một thể với trái tim của hắn chỉ có thông qua thế giới chi tâm mới có thể cảm ứng được lực lượng thế giới của hạo thiên giới đáng tiếc một lát sau dịp trần chẳng cảm ứng được gì cả từ sau khi rời khỏi hạo thiên giới thế giới chi tâm cũng hoàn toàn đã mất đi sức sống giống như tiến vào trạng thái ngủ đông vô luận hắn đi câu thông như thế nào thế giới chi tâm đều không có bất kỳ chút phản ứng nào làm sao bây giờ làm sao bây giờ chẳng lẽ chỉ có thể nhận mệnh sao trong lòng dịp trần nóng như lửa đốt một bên khác vân thương sinh thấy dịp trần chậm chạp không lên tiếng thì đã có chút không kiên nhẫn ngươi đã không muốn tự phế tu vi của mình vậy thì chết đi giọng nói của vân thương sinh rơi xuống không do dự chút nào trực tiếp thuận tay vỗ xuống một chưởng âm âm một chưởng này nhìn như vô cùng tùy ý lại ẩn chứa năng lượng vô hạn toàn bộ thời không bên trong mê la tinh hải dường như vũng bở vì một chưởng này mà xảy ra bóp méo. Thậm chí ngay cả nơi xa trong tinh hà, tinh cầu đang vận chuyển cũng phải chệch hướng quỹ đạo ban đầu. Không khoan trương chút nào, quy lực của một chưởng này rất mạnh, đủ để dễ dàng đánh nổ một quả tinh cầu. Rất rõ ràng, Vân Thương Sinh thật sự là đồng sát ý đối với Diệp Trần. Đóng. Hỗn thế ma viên thấy thế lập tức thả Diệp Trần và Hiên Nguyệt ra một bên, sau đó vung nắm đấm lớn đầy lông xù lên, trực tiếp đi lên ngăn cản. Âm âm. Thời không xung quanh trực tiếp vỡ vụn ra, cả quả tinh cầu đều hung hăng lắc lư một cái, giống như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Dưới chân hỗn thế ma viên lập tức xuất hiện một cái hố sâu hơn ngàn mét. Tuy nhiên cũng may cuối cùng vẫn là chặn lại một chưởng này. Ồ! Vân Thương Sinh lập tức kinh hô một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới hỗn thế ma viên chỉ có thất giai thế mà có thể đón lấy được một chưởng của mình. Súc sinh này thật đúng là không đơn giản. Ba vị cũng đừng đứng đó nhìn, cùng xuất thủ một lượt đi. Vân Thương Sinh và Hỗn Thế Ma Viên giao thủ một cái thì biết thực lực của con Ma Viên này cực mạnh, thậm chí nếu như đơn đã độc đấu hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Tuy nhiên, nếu như bốn người bọn họ liên thủ với nhau thì tự nhiên không đáng nhắc tới. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, tứ đại đế quân đồng thời xuất thủ, thời không xung quanh hoàn toàn bở nát, hoàn toàn tiến vào bên trong hư không loạn lưu. Đóng. Hỗn thế ma viên gào thét, đồng thời song quyền không ngừng bay múa, ngăn cản công kích của tứ đại đế quân, gắt gao bảo vệ hai người Diệp Trần và Hiên Nguyệt ở dưới thân thể. Thế nhưng là dần dần hắn lấy một địch bốn, thực lực chênh lệch vẫn là quá mức cách xa, bắt đầu dần dần có chút lực bất tòng tâm. Oanh. Công tôn vô ngã bỗng nhiên nắm lấy được một chỗ sơ hổ, một chưởng đánh vào trên lưng của hỗn thế ma viên ngao. Hỗn thế ma viên lập tức phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, tuy nhiên vẫn như cũ cố gắng bảo vệ hai người Diệp Trần. Diệp Trần thấy thế lập tức cảm động, vừa xấu hổ vừa dây dứt, loại chiến đấu cấp bậc này, hắn căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể đứng nhìn. Tuy rằng vẫn luôn không hề từ bỏ đi câu thông với thế giới chi tâm nhưng đáng tiếc lại dường như không có đạt được bất kỳ tiến triển gì. Không được cứ như vậy nữa thì không chỉ lão vượng khó giữ được tính mạng mà ta và hiên nguyệt cũng phải mất mạng ở nơi này kế trước mắt chỉ có thể chiến đấu cùng nhau vừa nghĩ đến đây diệp trần bỗng nhiên cắn răng một cái trực tiếp nâng bàn tay lên hung hăng đạp vào vị trí trái tim của mình phốc một chưởng này đập xuống diệp trần trực tiếp điên cùng phun ra một ngụm máu tươi hiên nguyệt ở một bên thấy thế thì lập tức khẩn trương vội vàng đỡ lấy diệp trần diệp trần ngươi làm gì Ngươi điên rồi sao? Dịp Trần khoát tay áo nói: Hi Nguyệt, ngươi nghe ta nói, ta không có điện, đây có lẽ là biện pháp duy nhất có thể cứu chúng ta. Chuyện mà ta bây giờ muốn làm rất mạo hiểm. Nếu như thành công, chúng ta đều có thể được cứu. Nếu như thất bại vậy, ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, ngươi nói chính mình là bị ta cưỡng ép bắt đi. Bốn lão gia hỏa này xem ở trên mặt mũi lạc Hà Tông có lẽ sẽ không giết ngươi. Hi Nguyệt nghe được lời nói không đầu không đuôi này của Diệp Trần thì lập tức cuốn lên nước mắt chảy ào ào, còn muốn tiếp tục truy vấn thì Diệp Trần cũng đã ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại, dường như tiến vào một loại trạng thái minh tưởng nào đó. Nếu như dùng loại biện pháp này mà vẫn không cách nào kích hoạt được với thế giới chi tâm, vậy hôm nay cũng chỉ có thể nhận mệnh. Diệp Trần ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, lập tức tập trung tất cả thần niệm vào bên trong trái tim của mình một lần nữa. Hóa ra Diệp Trần vừa rồi cố ý đánh một chưởng vào chính mình là muốn lấy loại phương thức này kích phát thế giới chi tâm, từ đó điều động lực lượng thế giới của hạo thiên giới. Từ sau khi tiến vào tu chân giới, thế giới chi tâm đã hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ đông, Diệp Trần dùng biện pháp thông thường này căn bản không có cách nào kích hoạt nó, có lẽ chỉ có tính mạng của hắn ở vào trạng thái hấp hối thì thế giới chi tâm mới có phản ứng. Chính là căn cứ vào cái giả thiết này, cho nên Diệp Trần mới động thủ đánh chính mình thành trọng thương dù sao lấy tu vi của diệp trần bây giờ đối mới với một tên độ kiếp đế quân thì còn có một chút sức đánh trả nhưng đối mặt với tứ đại đế quân ở trước mắt này căn bản không có bất kỳ một chút sức đánh trả nào bây giờ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống nếu như ngay cả biện pháp cuối cùng này cũng không được đến lúc đó mạng bọn họ sẽ như thế nào còn không bằng dứt khoát tự sát cho xong hết mọi chuyện ông loại quyết tâm sinh tử này diệp trần lại tiến hành nếm thử câu thông với thế giới chi tâm ông không nghĩ tới lần này Diệp Trần thật cảm ứng được một chút ba động của thế giới chi tâm, tuy rằng cực kỳ yếu ớt, hơn nữa lóe lên thì biến mất, nhưng là Diệp Trần vẫn là cảm ứng được rất rõ ràng. Có cửa. Diệp Trần phát hiện phương pháp này có thể thực hiện thì lập tức hết sức vui mừng, lập tức không do dự lại một chữ nữa hung hăng đập vào vị trí trái tim của mình. Phốc. Lại một ngụm máu tươi lớn từ trong miệng Diệp Trần phun ra. Khi Nguyệt thấy thế thì lập tức vừa cuốn vừa sợ, thế nhưng là Diệp Trần trước đó đã nói, cho nên nàng chỉ có thể kìm nén lại. Không được. Còn chưa đủ. Diệp Trần nói một mình một câu, lần nữa giơ bàn tay lên, lại một lần đập xuống. Phốc. 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 Chỉ chớp mắt, Diệp Trần đã liên tiếp đập vào chính mình mười mấy lần, nếu không phải trong cơ thể hắn có phù văn tạo hóa pháp tắc chèo chống thì chỉ sợ sớm đã ngủng củ tỏi mất rồi. Mặc dù là như thế, thương thế cũng đã cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí chỉ có thể dùng từ thoi thóp để hình dung. Hiên Nguyệt ở một bên nhìn thấy hành vi của Diệp Trần gần như là muốn tự sát, sớm đã khóc tới mặt đầy nước mắt. Diệp Trần, ta van cầu ngươi, ngươi đừng hành hạ chính mình như vậy. Ngươi cứ tiếp tục như vậy thì thật sẽ chết mất. Tuy nhiên, toàn bộ tinh lực của Diệp Trần vào lúc này đều đặt ở việc câu thông với thế giới chi tâm, với âm thanh bên ngoài căn bản như thể mắt điếc tai ngơ, vẫn như của một chưởng tiếp đó một chưởng đập ở trên người của mình mà cùng lúc đó chiến đấu giữa hỗn thế ma viên và tứ đại đế quân cũng đã tiến vào hồi cuối hỗn thế ma viên lúc này cũng đồng dạng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết máu trên người vết thương chồng chất khí tức cũng trở nên vô cùng yếu ớt hỗn thế ma viên người tốt xấu gì cũng là gì chủng thượng cổ làm gì mà phải bán mạng cho một tiên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch người nếu như nguyện ý trở thành linh thú của bổn tông chủ nhận bổn tông chủ làm chủ mà nói bổn tông chủ sẽ tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Mắt thấy đã nắm chắc thắng lợi vào trong tay, vân thương sinh một mặt khoan thai mở miệng nói. Trong truyền thuyết, hỗn thế ma viên thế nhưng là cùng với thần long, phượng hoàng bên trong thần thú thường cổ đều tồn tại một cái cấp bậc, nếu như giết chết như vậy thì thật sự là có chút đáng tiếc. Ta nhổ vào. Chỉ bằng ngươi cái tên nhân loại ti tiện cũng muốn để vượng gia ngươi nhận làm chủ. Ngươi nên quên đi cái ý nghĩ hảo huyền này đi thôi. Hỗn thế ma viên trực tiếp phun ra một bún máu, một mặt khinh bỉ nổi giận nói. Hư. Vân thương sinh nghe được điều này thì lập tức hừ lạnh một tiếng, bên trong đôi mắt hiện lên một vệt sát ý nồng đậm. Vốn định tha cho ngươi một mạng, ngươi đã không biết tốt xấu như vậy, vậy bản tông chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Vân thương sinh nói xong lời này, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Phong thần ấn. Oanh. Từ trong cơ thể của vân thương sinh lập tức có một cái ấn hình vuông khổng lồ bay ra, trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi lớn, hướng hỗn thế ma viên ở phía dưới hung hăng nền xuống dưới. Tốc độ nhanh tới mức khó mà tin nổi, không thể ngăn cản. Hỗn thế ma viên chỉ có thể miễn cường dơ hai tay lên, thẳng bản năng mà đi ngăn cản. Âm âm. Sau khi hỗn thế ma viên ngăn trở một ấn của đối phương thì thân thể lập tức bởi vì không thể thừa nhận, trực tiếp quỳ xuống dưới. Phốc, Hỗn thế ma viên lại điên cùng phun ra một ngụm máu tươi, khi tức đã suy yếu vô cùng, cuối cùng đã tới cực hạn. Tôn thượng, lão vượng ta, ta đã không còn cách nào để bảo hộ ngài nữa rồi. Sau khi hỗn thế ma viên nói xong lời này thì thân thể khổng lồ kia ầm vang sụp đổ xuống dưới. Mà đúng lúc này, trên người Diệp Trần ở phía dưới bỗng nhiên dâng lên một đạo hào quang sáng chói. Âm âm. Cả quả tinh cầu ở phía dưới cũng phải hung hăng rung động một lúc. Cùng lúc đó, đồ diệt sinh đã giơ bàn tay lên lần nữa hướng hỗn thế ma viên đập xuống. Nghiệt súc. Chịu chết đi. Hỗn thế ma viên lúc này đã hoàn toàn là nó mạnh hết đà, căn bản không có lực để đi chống lại. Nghĩ không ra lão vượng ta vừa mới thoát thân từ trên núi thiên kiếp thì nhanh như vậy đã phải chết. Ngại vào lúc hỗn thế ma viên đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bạch. Một thân ảnh không có dấu hiệu báo trước nào, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tôn thượng, tốc độ của hắn làm sao? Khi hỗn thế ma viên thấy rõ ràng thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia thì lập tức hơi kinh hãi, thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Tuy nhiên, cảnh tượng xảy sau đó lại làm cho hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Chỉ thấy, Diệp Trần nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng. Âm âm. Một cổ lực lượng to lớn khó có thể hình dung đột nhiên từ trong lòng bàn tay của Diệp Trần phát ra, uy thế của một chưởng này vậy mà yếu hơn của đồ diệt sinh, thậm chí còn lớn hơn bạch 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 đồ diệt sinh ở trong hư không nơi xa lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ ngăn lại một chưởng vừa rồi của hắn thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng bị chấn mà liên tục lùi lại cái gì tiểu tử này thế mà có được thực lực như vậy chờ khi đồ diệt sinh thấy rõ ràng người xuất thủ thì lập tức sắc mặt cả người thay đổi lớn ba người còn lại cũng đều xuất hiện vẻ đầy kinh hãi trên mặt ở trong mắt mấy người bọn họ loại tiểu bối chỉ có cảnh giới phản hư sơ kỳ như diệp trần quả thực chính là tồn tại con kiến hôi bọn họ trước đó căn bản không có để diệp trần vào trong mắt lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên thân của hỗn thế ma viên cho dù là ai cũng không nghĩ tới diệp trần không ra tay thì thôi một khi ra tay vậy mà cường hãn như thế ngay cả đồ diệt sinh vậy mà cũng có thể chính diện đánh lui không đúng hắn dường như là mượn một loại lực lượng bên ngoài nào đó cho nên thực lực mới tăng vọt chắc là không thể duy trì được quá lâu. Ánh mắt của Vân Thương Sinh đến cùng là sắc bén, trong nháy mắt đã hiểu ra, hướng về phía ba người khác hô lớn. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng xóa đi vết máu ở khóe miệng, hiện ra nụ cười lạnh. Thật sao? Có lẽ vậy. Tuy nhiên diệt đi bốn người các người thi chắc là thừa sức. Hóa ra, ngay tại vừa rồi, lúc Diệp Trần tự mình hại mình đến gần như sắp phải tắt thở, cuối cùng câu thông được với thế giới chi tâm, điều động lực lượng thế giới của Hạo Thiên giới tới. Chỉ có điều bởi vì bây giờ là đang ở tu chân giới cho nên lực lượng thế giới của Hạo Thiên giới cũng không thể điều động ra toàn bộ mà chỉ có thể điều động một bộ phận cực nhỏ, nhưng dùng để chiến với bốn đại đế quân thì vậy cũng đã đủ. Cùng lúc giọng nói rơi xuống, thân thể Diệp Trần lập tức biến mất không thấy, ngay cả tứ đại đế quân vậy mà cũng hoàn toàn không nắm giữ được hành tung của hắn. Khi tốc độ nhanh tới cực hạn thì có thể vượt qua thời không pháp tắc thời gian và không gian đều không có một chút ý nghĩa nào bản thân cũng chính là không còn dấu vết nào để mà tìm kiếm không tốt sắc mặt của tứ đại đế quân tất cả đều thay đổi hoàn toàn gần như cùng lúc nhanh chóng lùi lại phía sau bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng tốc độ của dịp trần vậy mà có thể nhanh tới tình trạng đột phá cực hạn của thời không phải biết cho dù là bọn hắn đã đứng ở đỉnh cao nhất của tu chân giới cũng chưa đụng chạm đến loại cảnh giới huyễn hoặc khó hiểu kia mà một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới phản hư vậy mà lại có thực lực như thế. Ngay vào lúc tứ đại đế quân vô cùng sợ hãi thán phục. Bạch! Thân ảnh của Diệp Trần biến mất đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu đồ diệt sinh cách hắn gần nhất. Chết đi! Diệp Trần ngay lập tức vỗ ra một chưởng. Âm! Một cái bóng mờ hình bàn tay màu vàng ống sáng chói vô cùng hướng về phía đồ diệt sinh đang có vẻ mặt hoảng sợ mà ép xuống. Bên trong cái bóng mờ hình bàn tay này, dường như dung hợp 49 loại lực lượng pháp tắc, cùng với một kích lúc trước ở trên trái đất trong hạo thiên giới có rất nhiều chỗ giống nhau. Không. Đồ diệt sinh lập tức trống lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên rút khỏi. Âm. Sau đó là một đạo ánh sáng màu đen hiện lên, từ trong thể nội của đồ diệt sinh vậy mà bay ra một cái chuông nhỏ hiện ra khí tức thần bí cổ xưa, trong nháy mắt bành trướng đến độ cao vài trăm mét, chặt lại một chưởng vô cùng nghịch thiên này của Diệp Trần. Đây là, Trường sinh chung thần khí trấn tông của trường sinh điện Diệp Trần liếc mắt đã nhận ra lai lịch của cái chuông nhỏ có phong cách cổ xưa trước mắt này Không thể không khẽ cho mày Rất rõ ràng, thân là chủ của một trong bác đại tiên môn Bọn họ mỗi một người đều có con ác chủ bài cường đại của chính mình Cho dù là Diệp Trần điều động lực lượng thế giới của hạo thiên giới muốn giết chết bọn họ cũng không có đơn giản như vậy Bang Một chưởng này của Diệp Trần cuối cùng hung hăng đập lên bề mặt của trường sinh chung kia, lập tức phát ra một tiếng chuông vang chấn kinh vòng trời. Tất cả tinh cầu bên trong tinh vực của toàn bộ mê la tinh hải, tất cả đều hung hăng rung động một trận, thậm chí còn truyền tới tinh vực thiên hoang ở ngoài ức vạn cây số. Oanh long 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 long. Sau khi một chưởng này rơi xuống, đô diệt sinh ngay cả người lẫn chuông trực tiếp bay ngược ra đằng sau, trọn vẹn nhanh chóng lùi lại tới bên ngoài hơn mấy trăm ngàn dặm, thậm chí rõ ràng đụng nổ cả một quả tinh cầu. Phốc. Sau khi đồ diệt sinh đứng vững thân hình thì lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi tới, vẻ mặt cả người trắng bệch, vẻ mặt vô cùng khó coi, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không hiểu, tiểu tử trước đó ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ là tồn tại con kiến hôi, vậy mà lại trở nên cường hãn tới đáng sợ như thế. Nếu không phải trong giây phút cuối cùng gọi ra trường sinh chung chí bảo của trường sinh điện bọn họ thì chỉ sợ vào lúc này hắn đã bị một trưởng của Diệp Trần giết chết chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch có được cảnh giới phản hư sơ kỳ vậy mà có được thực lực giết chết độ kiếp đế quân. Thế giới này là điên rồi sao? Đồ Diệt Sinh không thể nào hiểu được, cũng không nghĩ ra, hơn nữa cũng không có thời gian để nghĩ những thứ này, bởi vì một kích sau đó của Diệp Trần đã đuổi tới một lần nữa. Khoảng cách mấy trăm ngàn dặm đối với cường giả độ kiếp đế quân mà nói chẳng qua chỉ là chuyện ở trong nháy mắt. Cái gì? Đồ Diệt Sinh lập tức sợ hãi quá mức trong lòng vậy mà dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi nồng đậm cảm giác nguy cơ đã bao nhiêu năm từ khi hắn bước vào cảnh giới độ kiếp đế quân trở thành điện chủ của trường sinh điện đến nay cho tới bây giờ không ai có thể để hắn sinh ra loại cảm giác sợ hãi như thế này thậm chí đồ diệt sinh có một loại trực giác mãnh liệt nếu như dịp trần lại đến một chưởng như vậy nữa thì dù là hắn có trường sinh chung nơi tay chỉ sợ cũng khó mà chống lại chẳng lẽ ta đường đường là cảnh giới độ kiếp đế quân điện chủ của trường sinh điện, hôm nay lại phải chết ở dưới tay của một tên tiểu bối sao? Không. Đây tuyệt đối không thể. Đồ diệt sinh rống lớn một tiếng, đồng thời căn bản không do dự một chút nào, nhanh chóng lùi lại một cách điên cuồng. Thế nhưng là thân ảnh của Diệp Trần lại giống như cái bóng của hắn, cứ vậy mà đuổi theo. Chết đi. Diệp Trần mang theo lực lượng thế giới của hạo thiên giới lại dơ chưởng lên đập xuống một lần nữa. Tuy nhiên, mắt thấy một chưởng này rơi xuống thì đồ diệt sinh nhất định khó thoát khỏi tai kiếp ngay lúc này âm âm ở bên trong hư không vô tận kia đột nhiên trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ có khí tức vô cùng mênh mông uy lực cường đại hơn xa một chưởng này của dịp trần vô số lần không được thế mà kinh động tới thiên ý của tu chân giới lần này lập tức lại đến lượt dịp trần thay đổi sắc mặt hơn nữa vào giây phút này Cuối cùng thì Diệp Trần cũng hiểu ra, tại sao chính mình vừa tiến vào tu chân giới thì thế giới chi tâm liền rơi vào trạng thái ngủ say. Hóa ra là ở tu chân giới mà sử dụng lực lượng thế giới của Hạo Thiên giới sẽ dẫn tới thiên ý của tu chân giới công kích. Giống với lúc trước, Hỗn Nguyên Đại Đế công kích chính mình, thiên ý của Hạo Thiên giới xuất thủ che lại mình và chặn đi một kích tất sát của Hỗn Nguyên Đại Đế. Thế nhưng là lúc trước thiên ý của Hạo Thiên giới xuất thủ che chở ta là bởi vì ta đạt được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế chính là thế giới chi tử. Thiên ý của tu chân giới lại vì sao phải che chở đồ diệt sinh? Chẳng lẽ hắn cũng là thế giới chi tử? Hắn rõ ràng không phải A. À? Trong lòng Diệp Trần có chút khó hiểu, tuy nhiên ở dưới tình thế như bây giờ, hiển nhiên không phải lúc để đi suy nghĩ vấn đề này. Thiên ý của tu chân giới công kích, quả thực đã đạt tới công kích cao nhất của thế giới này, hắn căn bản không có khả năng chống lại. Cho dù hắn có lực lượng thế giới của hạo thiên giới chống đỡ, cũng xa xa không có khả năng chống lại. Lui. Diệp Trần gần như không có một chút do dự nào, trong nháy mắt nhanh chóng lùi lại về trên tinh cầu của tầng tinh vực thứ 8, sau đó cuốn theo hiên nguyệt và hỗn thế ma viên nhanh chóng lao về phía thông đạo đi hào thiên giới kia. Mà lúc này, bàn tay khổng lồ của thiên ý sớm đã làm một chưởng công kích kia của Diệp Trần vỡ vụn, hơn nữa như bóng với hình truy kích tới. Diệp Trần lập tức cảm ứng được một cổ cảm giác nguy cơ cường đại sông lên đầu, lập tức không kịp nghĩ nhiều ngay lập tức hung hăng đẩy hỗn thế ma viên và hiên nguyệt về phía trước, đẩy bọn họ vào bên trong hạo thiên giới trước. Nếu như sớm biết ở bên trong tu chân giới sử dụng lực lượng thế giới của hạo thiên giới sẽ dẫn tới thiên ý của tu chân giới công khích, Diệp Trần trước đó nói cái gì cũng sẽ không truy sát đồ diệt sinh. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Âm. Thiên ý của tu chân giới phát ra một chưởng kia cuối cùng vẫn là rơi vào trên người của Diệp Trần. Bành. Cho dù Diệp Trần có lực lượng thế giới của hạo thiên giới gia trì thì cũng vẫn là huyết nhục bay tứ tung, hóa thành một đám sương máu. Công kích của thiên ý tu chân giới cho dù là cường giả cấp bậc như hạo thiên đại đế cũng xa xa không cách nào phản kháng chứ đừng nói chẳng qua chỉ là Diệp Trần. Trong chớp nhoán này, Diệp Trần lập tức cảm nhận được huyết nhục và thần hồn của chính mình đều đang bị một cổ lực lượng vô cùng mênh mông, làm cho vỡ ra từng chút từng chút một. Vào lúc này, Diệp Trần thật sự cảm nhận được khí tức tử vong tiến đến. Một kích này của thiên ý tu chân giới thực sự là quá quá mạnh. Cho dù là cường giả cấp đại đế cũng chắc chắn tuyệt đối không có bất cứ một con đường sống nào. Diệp Trần đầu tiên là cảm nhận được thân thể của mình đã không còn tồn tại, ngay sau đó chính là cả thần hồn cũng bắt đầu chậm rãi tan biến. Vào lúc này, hoàn toàn không có thống khổ, Diệp Trần ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, dường như tất cả đều được giải thoát rồi, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt. Thế nhưng ngay vào lúc này, Diệp Trần chợt nghe được một tiếng hô hoáng. Diệp Trần, Diệp Trần. Đây là giọng nói của Hiên Nguyệt. Ngay vào lúc ý thức của Diệp Trần sắp bị chôn vùi hoàn toàn, tiếng hô hoáng của Hiên Nguyệt lập tức để cho một chút ý thức cuối cùng kia của Diệp Trần giấy lên hy vọng được sống. Không được. Hiên Nguyệt còn đang chờ ta, ta không thể chiếu chết đi như vậy. Diệp Trần liều mạng muốn tỉnh lại, thế nhưng là nhục thể của hắn đã bị thiên ý của tu chân giới trực tiếp đánh nổ thần hồn cũng gần như bị chôn vùi hoàn toàn vẻn vẹn chỉ còn lại một chút tàn niệm cuối cùng làm sao còn có thể tỉnh lại chẳng lẽ ta thật phải chết đi như vậy hay sao không được ta đã ở trong thông đạo ngay lập tức sẽ về tới hạo thiên giới ta làm sao có thể chết đi như vậy thế giới chi tâm đúng chỉ cần cảm ứng được thế giới chi tâm thì có thể điều động được lực lượng của thế giới ta liền có thể đúc lại nhục thân tuy nhiên dịp trần cố gắng cảm ứng ở xung quanh đi tìm lại chẳng cảm ứng được gì cả dường như xung quanh thứ gì cũng không có thậm chí không có không gian không có thời gian không có trên dưới trước sau ngay cả lực lượng pháp tắc cũng không có ta đây là chỗ nào dường như không ở tu chân giới cũng không phải là hạo thiên giới đây là nơi nào vào lúc này nhục thân của dịp trần đã hoàn toàn không còn tồn tại thần hồn cũng vẽn vẹn chỉ lưu lại một chút tàn niệm cuối cùng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ đi cảm ứng tình huống xung quanh bỗng nhiên dịp trần bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc ta nhớ ra rồi nơi này là thế giới hỗn độn ta làm sao lại đi vào nơi này chẳng lẽ sau khi người thân tử đạo tiêu thì cuối cùng hội tụ ở nơi này chính là hỗn độn sao trước đó dịp trần ở bên trong tầng tinh vực cuối cùng nhất của mê la tinh hải dưới sự dẫn dắt của đạo tàng hồn hạo thiên đại đế kia ý niệm đã từng được chiếu vào bên trong thế giới hỗn độn cho nên ấn tượng cực kỳ sâu sắc tuy nhiên lần đó chỉ là ý niệm được chiếu vào cũng không phải là chân chính bước vào thế giới hỗn độn mà lần này dường như là thật sự tiến vào thế giới hỗn độn diệp trần vừa sợ lại vừa ngạc nhiên thử các loại biện pháp nhưng thủy chung không cách nào cảm ứng được lực lượng thế giới thậm chí ngay cả hạo thiên giới và tu chân giới cũng hoàn toàn không cảm ứng được Kỳ lạ, nghe nói tất cả thế giới vũ trụ đều được sinh ra ở bên trong hỗn độn, tính cả 49 loại pháp tắc cũng đều từ hỗn độn pháp tắc diễn sinh mà ra, thế nhưng ở chỗ này, vì sao cái gì ta cũng không cảm ứng được? Thậm chí không có bất kỳ lực lượng pháp tắc nào. Ở trong mơ mơ màng màng, Diệp Trần lại bỗng nhiên nhớ tới, ở bên trong Thiên Kiếp Thần Tháp, Nguyên Thủy Đại Đế đã từng nói, trong vũ trụ căn bản cũng không có hỗn độn pháp tắc loại pháp tắc thứ 50 này. Cái gọi là hỗn độn, chính là không có, không không, không sống, không chết, không cao, không thấp, không trước, không sau. Trong mơ mơ màng màng, ti chấp niệm còn sót lại kia của dịp trần dường như mơ hồ lĩnh ngộ được một chút thứ không tầm thường, giống như đã thấy rõ thế giới vũ trụ chân chính. Nhất niệm mà sinh, nhất niệm mà diệt, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ta hình như đã biết, Hạo Thiên Đại Đế lúc trước bước vào thế giới hỗn độn muốn tìm đồ vật chân chính là cái gì? Vào lúc này, Diệp Trần giống như đã hoàn toàn hiểu thấu được vũ trụ, một tia chấp niệm trong lòng kia bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, vô dục vô cầu, nhất niệm bất sinh. Không biết đi qua bao lâu, giống như đã trải qua thời gian vũ trụ sinh diệt, lại giống như chỉ là đi qua một cái chớp mắt. Oanh. Hai mắt Diệp Trần bỗng nhiên mở ra, phát hiện nhục thân của mình đã khôi phục lại hoàn toàn chẳng những lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa đã về tới hạo thiên giới, lúc này đang treo lơ lửng ở giữa trời mà đứng, lơ lửng ở trên không trung của tiên mộ dưới chân đỉnh núi Everest trên trái đất. Phản phất như cảnh tượng bị thiên ý của tu chân giới đánh nổ trước đó chỉ là một cơn mộng ảo mà thôi. Dị trần trọn vẹn sửng sốt một lúc lâu, giống như xác nhận mọi thứ ở đây đều là thật. Tuy nhiên chờ khi hắn cẩn thận cảm ứng thân thể của mình một phen thì lập tức lại sững sờ tại chỗ hóa ra trong cơ thể hắn, ban đầu ở bên trong thiên kiếp thần tháp, trải qua trăm cây nghìn đắng mới ngưng tụ ra 49 phù văn của 49 loại pháp tắc, đã hoàn toàn không còn tồn tại. Tuy nhiên, ở bên trong chỗ sâu nhất của thân thể hắn, dường như mơ hồ có một đạo phù văn như ẩn như hiển, giống như tồn tại lại hình như cũng không tồn tại. Đây chẳng lẽ chính là hỗn độn pháp tắc? Âm âm. Ngay vào lúc dịp trần trầm tư, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng của một cuộc đánh nhau làm cắt ngang suy nghĩ của hắn nhanh ngăn lại con yêu thú này không được để cho nó xông ra cửu thiên sát lục đại trận bằng không toàn bộ trái đất đề sẽ đứng trước một trận thảm họa người nói chuyện có dung mạo tuyệt mỹ khí tức thanh nhã bỗng nhiên chính là đường thanh nhã bây giờ là một trong tam đại đường chủ của cùng tiên môn về phần con yêu thú nguy hiểm trong miệng của nàng kia bỗng nhiên chính là hỗn thế ma viên hóa ra Diệp Trần từ chết tới sống lại như vậy một lần tiến vào thế giới hỗn độn sau đó lại quay về hạo thiên giới cũng chẳng qua chỉ là trong chốc lát. Mà hỗn thế ma viên và hiên nguyệt ở lúc thời khắc cuối cùng được Diệp Trần đẩy vào bên trong hạo thiên giới. Các đệ tử cùng tiên môn phụ trách trong coi thông đạo, sau khi phát hiện có người xâm nhập, tự nhiên là dựa theo nhắc nhở của Diệp Trần trước khi rời đi, chuẩn bị giết chết hiên nguyệt và hỗn thế ma viên ngay tại chỗ. Đáng tiếc là, hỗn thế ma viên là tồn tại kinh khủng bực nào. Tuy rằng trước đó bị trọng thương, thực lực đã suy yếu rất lớn nhưng cũng không phải những người này của cùng tiên môn có thể chống lại, bây giờ đã tử thương hơn phân nửa, tràn diện vô cùng thảm liệt. Thần niệm của Diệp Trần hơi quét qua, cũng đã làm rõ ràng tình trạng, không thể không lắc đầu, vội vàng lao tới. Đóng. Sau khi lời nói của đường thanh nhã rơi xuống, hiển nhiên đã chọc giận hỗn thế ma viên, hỗn thế ma viên lập tức điên cuồng gào thét một tiếng, trực tiếp giơ bàn tay to lớn của mình lên hướng đường thanh nhã vỗ tới đường thanh nhã chẳng qua mới chỉ có cảnh giới nguyên anh làm sao có thể ngăn cản một kích tức giận của hỗn thế ma viên thậm chí ngay cả trốn tránh cũng không làm được cả người vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệch hoàn toàn tuyệt vọng đúng lúc này bạch một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của cô dịp trần thuận tay vung lên dễ dàng hóa giải một kích trí mạng của hỗn thế ma viên thành vô hình dịp trần tôn thượng hỗn thế ma viên và đường thanh nhã gần như cũng lúc kinh hô một tiếng nét mặt của cả hai đều hiện lên vẻ kinh ngạc nhất là hỗn thế ma viên lúc trước ngay lúc nó bị dịp trần đẩy vào bên trong hào thiên giới thế nhưng là tận mắt thấy dịp trần bị thiên ý của tu chân giới công kích rõ ràng đánh nổ hóa thành một đám sương máu bây giờ thế mà còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt nó đây quả thực giống như đang nằm mơ tôn thượng thật thật là ngài ta trước đó rõ ràng nhìn thấy ngài. Thân thể hỗn thế ma viên hơi chao đảo một cái đã biến trở về bộ dáng người đàn ông trung niên, vọt tới trước mặt Diệp Trần, trên mặt tất cả đều là hiện ra vẻ kích động. Diệp Trần mỉm cười. Lão vượng, việc này nói rất dài dòng, sau này chúng ta hãy nói. Diệp Trần còn chưa nói hết lời này. Bạch. Một đạo thân ảnh vô cùng xinh đẹp đã giống như một cơn gió bay tới trước mặt Diệp Trần, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Người này bỗng nhiên chính là Hiên Nguyệt. Trước đó, Hiên Nguyệt tận mắt nhìn thấy cảnh Tượng Diệp Trần bị đánh nổ, tuy rằng ở lúc thời khắc cuối cùng bị Diệp Trần đẩy vào bên trong Hạo Thiên Giới, thoát khỏi một kiếp nhưng là cả người đã hoàn toàn choáng váng, giống như cái xác không hồn, trước đó nếu như không phải được Hỗn Thế Ma Viên che chở thì đoán chừng cũng đã bị đệ tử của cùng Tiên Môn giết đi. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Diệp Trần trở về, Hiên Nguyệt lúc này mới sống lại lần nữa. Diệp Trần, thật là người sao? ngươi không chết quá tốt rồi thật sự là quá tốt rồi ta rất vui thật là vui ô ô ô hiên nguyệt nhào vòa trong ngực diệp trần khóc như mưa nói chuyện cũng đã có chút không rõ lời diệp trần lập tức dở khóc dở cười đành phải đưa tay ôm lấy hiên nguyệt không ngừng an ủi được rồi được rồi ta đây không phải không có chuyện gì sao khóc là tạo ra vẻ mặt xem như khó coi nha Đường thanh nhã ở một bên thấy cảnh này thì đôi mi thanh tú lập tức hơi nhíu lại, sau đó thì trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên một chút ảm đạm. Nàng ta có một loại trực giác, nữ nhân đẹp tới làm cho người hít thở không thông trước mắt này, có quan hệ với Diệp Trần dường như thật không đơn giản. Trước đó, bên người Diệp Trần tuy rằng cũng không ít mỹ nữ tuyệt sắc giống như Sở Phi Yên, Tô Mạng, Tuyết Cơ, Tiêu Nhược khi vân vân. Nhưng là bao gồm cả cô ta ở bên trong, không có một ai có tư sắc và khí chất có thể đánh đồng với nữ tử trước mắt này quan trọng nhất là trước đó bên người diệp trần tuy rằng không thiếu mỹ nữ nhưng diệp trần và các nhàn đều có một loại cảm giác xa cách mờ nhạt thậm chí bao gồm cả cô ta cũng giống như vậy nhưng diệp trần đối với nữ tử trước mắt này lại rõ ràng rất là khác biệt quan hệ giữa diệp trần và nàng hiển nhiên chính là tình yêu thậm chí vợ chồng phát hiện này để cho tâm tình của đường thanh nhã vô cùng thất lạc đồng thời còn có chút hiếu kỳ cuối cùng cô ta là nữ nhân như thế nào? Vậy mà có thể bắt được trái tim của Diệp Trần. Ngay vào lúc đường thanh nhã đang suy nghĩ liên tục, Diệp Trần đã chậm rãi nghiêng đầu lại, tuy nhiên vẫn ông lấy hiên nguyệt như vũ, mỉm cười, nói. Thanh nhã, đã lâu không gặp. Tất cả mọi người còn khỏe chứ? Đường thanh nhã hơi ngẩn ngơ, sau đó thì trong lòng không hiểu dâng lên một cổ nộ khí nói. Không tốt. Tuyệt không tốt. Cùng tiên môn chúng ta đều sắp bị yêu thú này giết sạch. Chúc công tử, Phi Yên tỷ tỷ, còn có Tiểu Bạch, tất cả đều chết. Nói đến đây, Đường Thanh Nhã trợn mắt trừng mắt nhìn Hỗn Thế Ma Viên ở sau lưng Diệp Trần. Nếu như ngươi còn nhớ một chút tình cũ thì nhanh chóng làm thịt con yêu thú này đi, báo thù cho bọn họ. Hỗn Thế Ma Viên nghe được điều này thì vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn nào biết được những người này đều là môn đồ bằng và bằng hữu của Diệp Trần. Lúc trước hắn nhìn thấy Diệp Trần rõ ràng bị đánh nổ, tâm tình vốn là kém tới cực điểm, sau đó không hiểu ra sao cả bị các đệ tử cùng tiên môn công kích, tự nhiên sát tâm nổi lên, một hơi giết gần trăm người. Trước đó nếu như không phải Diệp Trần kịp thời xuất thủ, chỉ sợ ngay cả đường thanh nhã vào lúc này cũng đã bị một chưởng của hỗn thế ma viên vỗ chết rồi. Tôn thượng Ta Hỗn thế ma viên cúng cả lên, vội vàng mở miệng giải thích. Diệp Trần lại khoát tay áo, trực tiếp ngắt lời nói. Lão vườn, ngươi không cần nói, không có việc gì. Bạch bạch bạch. Đường thanh nhã nghe được điều này thì đôi mắt đẹp lập tức trừng lên một cái, toàn thân rung mạnh, không thể không lùi lại mấy bước, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, trong ánh mắt hiện ra thần sắc khó có thể tin. Diệp Trần, anh, anh vừa mới nói cái gì? Phi yên tỷ tỷ, chúc công tử còn có tiểu bạch, bị yêu thú này giết đi. Chết. Ngươi ngươi vậy mà nói không có chuyện gì ngươi còn có phải là dịp trần mà ta biết hay không lúc này mới trôi qua có mấy tháng không gặp tâm tư của ngươi làm sao lại lạnh đến tình trạng này đường thanh nhã nói xong lời cuối cùng gần như đã không để ý tới hình tượng mà hét lên thân thể mềm mại bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy hiển nhiên không nghĩ tới dịp trần thế mà lại nói ra những lời này dịp trần lập tức dở khóc dở cười thanh nhã ngươi hiểu lầm ta Ta cũng không phải có ý tứ như vậy Vậy là ngươi có ý tứ gì? Đường thanh nhã nhìn chồng chọc vào Diệp Trần Đồng thời đã nắm lấy trường kiếm ở bên hông Diệp Trần cười khổ lắc đầu Không tiếp tục nhiều lời mà là trực tiếp thuận tay vung lên Sư 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 Trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng thần bí Rơi vào ở trên những thi thể nằm khắp nơi ở phía dưới kia Si sì, si sì, si sì. Thi thể của những đệ tử cùng tiên môn kia đã hoàn toàn thay đổi kia ở dưới ánh sáng thần bí bao phủ lập tức bắt đầu khôi phục lại một cách nhanh chóng, sau đó thì toàn bộ từ từ tỉnh lại. Trong khoảnh khắc, bao gồm cả trúc Minh Phi, sở Phi Yên, chút Tiểu Bạch ở bên trong, gần trăm tên đệ tử cùng tiên môn toàn bộ đều sống lại. Trong lúc nhất thời, không chỉ đường thanh nhã còn có đám đệ tử còn sống sót của cùng tiên môn nhìn thấy mà ngay người, ngay cả hỗn thế ma viên và hiên nguyệt cũng đồng dạng trận mắt há hốc mồm. Người đã chết đi vậy mà có thể trong khoảnh khắc sống lại, đây quả thực là chuyện khó có thể tin. Vẫn là hỗn thế ma viên hiểu ra đầu tiên, vừa mừng vừa sợ, nói. Tôn thượng, hóa ra ngài đã là chúa tể của một phương thế giới này rồi sao? Diệp Trần mỉm cười. Miễn cưỡng coi như thế đi. Diệp Trần bây giờ đã lĩnh ngộ áo nghĩa của hỗn động pháp tắc, cũng đã cải thiện đáng kể đối với lực khống chế hạo thiên giới cùng với việc sử dụng pháp tắc. Diệp Trần xem chừng chính mình chắc là không sao biệt lắm đã đạt tới trưởng khống giả cấp 5, tuy rằng cách chân trình trưởng khống hạo thiên giới còn có khoảng cách nhất định, nhưng cứu sống được người đã chết đi cũng đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Môn chủ đại nhân Sau khi mấy người chúc minh phi được phục sinh sống lại, hơi ngốc trệ một lát, lập tức phát hiện Diệp Trần thế là thi nhau phi thân chạy tới, trên mặt mọi người đều tràn đầy vui mừng. Hi Nguyệt, Lão Vượng, ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút, đây đều là bằng hữu của ta sau khi dịp trần giới thiệu từng người trong nhóm người chúc minh phi một phen sau đó chỉ về phía hỗn thế ma viên nói đây là lão vượng là bằng hữu mà ta quen biết được ở tu chân giới các ngươi cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết ân oán trước đó xóa bỏ đi tuy rằng nhóm người chúc minh phi bị hỗn thế ma viên giết chết một lần nhưng bây giờ được dịp trần cứu sống hiểu nhầm đã được tháo gỡ tự nhiên cũng không có gì cho dù hướng về phía thể diện của Diệp Trần thì ai cũng sẽ không chân chính để ở trong lòng. Ngay sau đó, Diệp Trần lại giữ chặt Hiên Nguyệt ở một bên, trịnh trọng đối với mọi người giới thiệu nói. Còn về phần vị này, cô ta là thê tử của ta, Hiên Nguyệt. Xoạt! So Diệp Trần vừa nói ra lời này, những đệ tử bình thường của cuồng tiên môn kia tự nhiên là xì xào bàn tán, thi nhau ồn ào. Hóa ra là môn chủ phu nhân A. Bái kiến môn chủ phu nhân. Dáng dấp của môn chủ phu nhân thật là dễ nhìn. Duy chỉ có Sở Phi Yên là có vẻ mặt giống như đường thanh nhã, trong kinh ngạc lại hiện ra mấy phần buồn bã. Hi Nguyệt thì xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy nhiên cũng không có mở miệng phủ nhận cách nói này của Diệp Trần. Chẳng mấy chốc, mọi người đã trở về trên Everest đi vào trong tổng bộ của Cùng Tiên Môn. Từ những gì trong mấy người chúc minh phi kể lại, Diệp Trần biết được từ sau hôm hắn đã thông lại thông đạo giữa tu chân giới và Hạo Thiên giới một lần nữa trái đất vốn đã khô kiệt linh khí thì bây giờ đang càng ngày càng tăng lên. Cho đến ngày nay linh khí trên toàn cầu đã được khôi phục, tuy rằng không cách nào so sánh với tu chân giới, thế nhưng đã không thua kém gì các loại bí cảnh như bồng lai tiên đảo trước đó. Bây giờ các quốc gia trên thế giới đều đã tập trung vào tu chân, liệt vào một trong những chương trình học trong giáo dục cơ sở, gián dấp của toàn cầu vì đó mà thay đổi lớn, chân chính tiến vào thời đại tu chân toàn diện. Mà ở trong đó, bởi vì hoa hạ chiếm hết thiên thời địa lợi, cho nên phát triển nhanh chóng nhất. Còn về phần cùng tiên môn thì không những là thế lực lớn nhất trên toàn cầu, cũng là thánh địa trong suy nghĩ của tất cả mọi tu chân giả, được chục tỷ người trên toàn cầu kính ngưỡng. Diệp Trần không có ở trên Everest đợi bao lâu thì vẫn hiên nguyệt trời đi, tuy nhiên lưu hỗn thế ma viên ở lại do hắn tới trấn thủ cửa vào của tiên mộ, chính là độ kiếp đế quân cũng đủ để ngăn lại. Sau khi rời khỏi Everest, Diệp Trần vốn định mang theo Hiên Nguyệt đi gặp Tô Lam và Diệp Thiên Ca một lần, thế nhưng lại thấy một mặt Hiên Nguyệt có tâm sự nặng nề khiến Diệp Trần hết sức hiếu kỳ. "Hiên Nguyệt, ngươi đang suy nghĩ gì đó?" Hiên Nguyệt trầm mặt một lát, giống như lấy hết dũng khí nhìn thẳng qua Diệp Trần, thở phì phò nói: "Hai vị tỷ tỷ vừa rồi có quan hệ như thế nào với ngươi? Ta cảm thấy các nàng hai người dường như có địch ý đối với ta." Ngạch. Diệp Trần lập tức tức sạm mặt lại trên mặt không thể không hiện ra vẻ mặt xấu hổ. quả nhiên nữ nhân đều là sinh vật biết ghen tị, cho dù là hiên nguyệt cũng tuyệt đối không ngoại lệ. cái đó, hiên nguyệt, ngươi suy nghĩ nhiều quá. ta và các nàng thuần túy chỉ là quan hệ bằng hữu mà thôi. không nghĩ tới, hiên nguyệt lập tức hừ nhẹ một tiếng. ngươi ít lừa gạt ta a? À? ta có thể cảm nhận được, hai người bọn họ đều thích ngươi. diệp trần dở khóc dở cười thật ra thì đối với đường thanh nhã và sở phi yên có tình cảm đối với mình dịp trần nhiều hoặc ít vẫn là thể cảm nhận được không thể làm gì khác hơn nói thế nhưng là ta thật chỉ coi các nàng làm bằng hữu mà đối đãi thôi à người ta thích chỉ có một mình ngươi mà thôi khi nguyệt nghe được điều này đầu tiên là vui mừng tuy nhiên sau đó mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lại hiện ra một vẻ ngờ vực nói vậy ta mới không tin đâu Gián dấp của các nàng đều xinh đẹp như vậy hơn nữa cũng đã quen biết với ngươi một đoạn thời gian chẳng lẽ ngươi thật đối với các nàng không có một chút ý nghĩ dịp trần kiên định gật đầu lần nữa không có hiên nguyệt nhưng vẫn là lắc đầu không đúng không đúng ta vẫn cảm thấy quan hệ giữa chúng ta phát triển quá nhanh nói đến chúng ta mới chỉ nhận biết một hai tháng mà thôi ngươi làm sao có thể xác định tình cảm đối với ta sẽ luôn luôn không thay đổi Diệp Trần hít sâu một hơi mới chậm rãi nói ra. Hi Nguyệt, vậy nếu như ta cho ngươi biết, tình cảm của hai người chúng ta thật ra thì từ cả đời trước đã bắt đầu rồi thì sao? Hi Nguyệt lập tức sửng sốt. Ngươi đây là, có ý tứ gì? Cái gì đời trước? Diệp Trần không có trả lời mà là tay áo dài vung lên. soạt Không gian xung quanh lập tức vỡ vụn ra. Ngay sau đó, hai người đã đi tới bên trong một mảnh hư không, bàn tay Diệp Trần hướng nơi xa nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Một cái tiểu đỉnh có phong cách cổ sữa, từ sâu trong hư không bay ra, bỗng nhiên chính là thôn thiên đỉnh mà Diệp Trần cất giữ sâu trong hư không. Đây là cái gì? Hi Nguyệt mở miệng hỏi một lần nữa. Diệp Trần mỉm cười, vẫn không nói gì mà là cong ngón búng ra. Ông ông! Thôn thiên đỉnh lập tức đung đưa kịch liệt một trận. Sau đó, một sợi khói nhẹ từ bên trong thôn thiên đỉnh bay ra, chậm rãi hội tụ thành một cái bóng người hư ảo, hơn nữa bộ dáng cùng với hiên nguyệt có thể nói là hoàn toàn tương tự, chỉ có điều càng hiện ra vẻ thành thục hơn. Mà đây chính là tàn hồn của hiên nguyệt kiếp trước. Đây, đây là cái gì? Hiên nguyệt lập tức sợ ngay người, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trần lập tức mang đủ loại chuyện ở kiếp trước một năm một mười nói ra với hiên nguyệt hiện tại. Sau khi Hiên Nguyệt nghe xong lời này thì cả người nhất thời có chút choáng váng. Ý ngươi nói, ngươi là người từ 800 năm sau xuyên qua thời không về lại thời thiếu niên. Sau đó bắt đầu sống và tu luyện dựa theo khoảng thời gian bây giờ, hai chúng ta nhưng thật ra thì ở hơn 100 năm sau đó mới quen nhau. Diệp Trần nhẹ gật đầu, đồng thời thuận tay trảo một cái, đạo tàn hồn của Hiên Nguyệt kia lập tức hóa thành một chùm sáng bay vào trong lòng bàn tay của Diệp Trần. Hiên Nguyệt, ta bây giờ dung nhập đạo tàn hồn này vào trong nguyên thần của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ hiểu tất cả. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp nhẹ nhàng vỗ chùm sáng kia vào chỗ mi tâm của Hiên Nguyệt. Oanh! Hiên Nguyệt căn bản không có kịp phản ứng, cả người thân thể mềm mại bỗng nhiên rung một cái, đầu chỉ cảm thấy ông ông một chút, dường như lập tức có nhiều thêm lượng lớn tin tức, trực tiếp ngất đi. Linh hồn dung hợp không phải là một chuyện dễ dàng, hơn nữa không được xuất hiện bất kỳ một chút sơ suất nào. Diệp Trần nhìn như tùy ý, thật ra thì trong lòng cũng đã căng thẳng tới cực điểm. Cho dù hắn đã là trưởng không giả của hạo thiên giới, đủ để khiến người chết đi trong khoảnh khắc có thể sống lại, ở hạo thiên giới gần như không có gì làm không được. Tuyệt đối có thể bảo đảm sự an toàn của hiên nguyệt. Nhưng vào giờ khắc này, trong lòng Diệp Trần vẫn là vô cùng căng thẳng. Bởi vì vô luận là tàn hồn hiên nguyệt trước kia hay là hiên nguyệt của đời này từ một loại ý nghĩa nghiêm ngặt nào đó tới nói đều không phải là hiên nguyệt hoàn chỉnh trong lòng của hắn. Chỉ có hiên nguyệt có ký ức hoàn chỉnh ở kiếp trước mới được tính là hiên nguyệt chân chính ở trong lòng của hắn. Hơn nữa linh hồn có thể dung hợp thành công hay không thật ra thì ngay cả chính hắn cũng nói không chính xác, cho nên trong lòng tự nhiên rất bồn chồn Dùng tới gần nửa tháng, hiên nguyệt lúc này mới ung dung tỉnh lại sau khi hiên nguyệt tỉnh lại một lần nữa ánh mắt và cả động tác trên người đều đã hoàn toàn khác trần khi thấy ánh mắt lúc này của hiên nguyệt cùng cách nói chuyện diệp trần đã có thể chắc chắn rằng hiên nguyệt của hắn đã trở về kích động qua đi diệp trần không có nhiều lời trực tiếp lấy một tay ông hiên nguyệt vào trong ngực của mình thật chặt hận không thể muốn hòa cả người nàng ta cùng mình làm thành một thể trọn vẹn qua một lúc lâu hai người lúc này mới chậm rãi tách ra Hai người bốn mắt nhìn nhau, lúc này không cần nhiều lời cũng đã hoàn toàn hiểu tâm ý của đối phương. Cứ nhìn nhau như vậy một lát, Diệp Trần bỗng nhiên lại ông hiên nguyệt vào trong lòng mình một lần nữa. Tuy nhiên lần này, hắn lại cúi đầu xuống hướng đôi môi đỏ mọng kia hôn xuống một nụ hôn thật sâu. Ô! Hiên Nguyệt đầu tiên là kinh hô một cái, sau đó chẳng mấy chốc thì đã đắm chìm vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Nụ hôn này giống như đi qua hơn một cái thế kỷ, hai người lúc này mới lại chậm rãi tách ra. Trần, thật là ngươi sao? Ta cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Cảm xúc mạnh mẽ qua đi, Hiên Nguyệt vẫn như cũ có một loại cảm giác không chân thật, tay ngọc bắt lấy bàn tay của Diệp Trần, dường như sợ đây chỉ là một giấc mộng, lập tức sắp phải tỉnh dậy. Hiên Nguyệt, ngươi không phải đang nằm mơ. Đây tất cả đều là sự thật. Ta rất vui vẻ. Thực sự rất vui a. À. Ha ha ha. Nói xong lời này, Diệp Trần bỗng nhiên nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cười lên ha hả. Cùng lúc đó, tâm niệm Diệp Trần vừa động đã mang theo Hi nguyệt trời khỏi trái đất, rời khỏi hệ mặt trời, bay ra khỏi giải ngân hà, ngao dò ở bên trong tinh hà vô tận. Hiên nguyệt, còn nhớ rõ kiếp trước, ngươi đã từng nói, muốn nhìn thế giới chỗ ta một chút sao? Nơi này chính là hạo thiên giới, chỗ mà chúng ta ở trước đó chính là trái đất nơi mà ta và ngươi hay nói tới rất nhiều lần. Trong lúc nói chuyện, Diệp Trần đã mang theo hiên nguyệt, vượt qua vô số tinh hệ, sau đó lại trở về không trung trên trái đất. Hiên nguyệt nháy nháy mắt, cẩn thận nhìn xuống tinh cầu ở phía dưới một lát, nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Ngươi không có lừa ta, quê hương của ngươi quả thật là một quả tinh cầu vô cùng đẹp. Diệp Trần cười ha ha một tiếng. Đó là tự nhiên. Quê hương của ta cũng không chỉ xinh đẹp đâu, tuy rằng nó rất nhỏ, thế nhưng so với tu chân giới thì thú vị hơn nhiều lắm đi. Ta đây dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Nói xong lời này, Diệp Trần phản phát giống như một tên thanh niên nóng lòng thể hiện ở trước mặt bạn gái mình, lập tức lôi kéo Hiên Nguyệt hướng phía dưới mà lao xuống. Ai, ngươi chậm một chút. Hiên Nguyệt không thể không nhắc nhở một câu, đôi mắt đẹp công thành hình trăng lưỡi liềm, mặt mũi đều là đầy ý cười. Ở trong hơn thời gian 3 tháng sau đó, Diệp Trần mang theo Hiên Nguyệt đi dạo những nơi có phong cảnh đẹp trên toàn cầu một lần, từ vạn lý trường thành của Hoa Hạ đến Kim Tự Tháp ở Phi Châu, lại đến Tháp Eiffel của Âu Châu, từ nhà hát lớn của Úc Châu đến quảng trường thời đại của Mỹ Quốc, lại đến núi Phú Sĩ của đảo quốc. Dấu chân của hai người gần như đã đi tới tất cả các ngõ ngách trên thế giới. Mà ở bên trong khoảng thời gian hai tháng này, hai người không còn là cùng đế quét ngang tu chân giới, cũng không phải là thánh nữ của Lạc Hà Tông, phản phất như là một đôi tiểu tình nhân rất bình thường, sau khi tân hôn thì đi hưởng tuần trăng mật. Hai người đều quên sạch sành sanh tất cả mọi chuyện, quên hết đi tất cả. Hơn nữa phải biết, Diệp Trần bây giờ đã là trưởng khống giả của hạo thiên giới, vạn sự vạn vật đều ở trong một cái ý niệm của hắn, cho dù có chút con kiến hôi đuôi mù muốn phá sự hứng thú của bọn họ cũng sẽ bị một đạo ý niệm của Diệp Trần trực tiếp xóa đi. Cuối cùng ở ba tháng sau, hai người gần như đã đi dạo hết toàn bộ tất cả những nơi có cảnh đẹp trên thế giới, lúc này Diệp Trần mới mang theo hiên nguyệt về tới Hoa Hạ, về tới thành phố Vân Châu. Tục ngữ nói tốt xấu gì thì nàng dâu cũng phải gặp cha mẹ chồng. Diệp Trần bây giờ như là đã mang Hiên Nguyệt về thì tự nhiên cũng nên dẫn nàng về nhà mình nhìn một chút. Hiên Nguyệt nghe Diệp Trần muốn dẫn nàng ta về gặp cha và người nuôi Diệp Trần không lớn. Dù là nàng ta đã khôi phục ký ức 800 năm kiếp trước, sớm đã đạt tới tâm cảnh cơ bản của độ kiếp đế quân, thế mà vẫn còn có chút hơi khẩn trương. Hiên Nguyệt, yên tâm. Cha ta và dị Lam đều rất tốt, bọn họ chắc chắn đều sẽ rất thích ngươi. Diệp Trần kéo theo Hiên Nguyệt, vừa chậm rãi đi ở trên đường phố Vân Châu vừa cười an ủi. Hiên Nguyệt nghe xong lời này, lúc này mới hơi thả lỏng một chút. Tuy nhiên, ngay vào lúc hai người chậm rãi ung dung đi tới gần tiểu khu tử Kim Sơn, đang chuẩn bị trở về nhà, tâm niệm Diệp Trần bỗng nhiên vừa động, sắc mặt hơi đổi một chút. Trong nháy mắt Hiên Nguyệt đã phát hiện ra thần sắc biến hóa của Diệp Trần. Làm sao vậy? Trần, có cái gì không đúng sao? Diệp Trần hít sâu một hơi, sau đó thì khóe miệng hơi nhếch lên, nói. Xem ra là ta đã xem nhẹ bốn tên lão già này. Bọn họ thế mà thực có can đảm phái người xâm lấn hoa hạ giới, thật đúng là không biết sống chết a. À. Hi Nguyệt lập tức hơi kinh hãi. Người nói là vân thương sinh, công tôn vô ngã, thái sơ văn nhất và đồ diệt sinh bốn người bọn họ sao? Diệp Trần nhẹ gật đầu, trong tu chân giới chỉ sợ cũng chỉ có bốn người bọn họ biết lôi tiếng vào hạo thiên giới hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha truyền thừa của hạo thiên đại đế chỉ có điều bọn họ chắc chắn không nghĩ ra ta đã là trưởng khống giả của hạo thiên giới nếu như bốn lão già kia thật dám lấy thân mạo hiểm tiếng vào hạo thiên giới vậy thì thú vị a à? diệp trần ở bên trong hạo thiên giới là tồn tại không có gì làm không được đừng nói là độ kiếp đế quân cho dù là nhân vật đại đế cấp chúa tể dám can đảm tiến vào hạo thiên giới thì cũng chỉ có thể mặc cho hắn nhào nặng. Trần, đã có người muốn xâm lấn hạo thiên giới, ngươi không có ý định tiến đến ngăn cản sao? Hi Nguyệt thấy Diệp Trần cũng không định làm gì, nhìn không được tò mò hỏi. Diệp Trần lập tức cười hắc hắc, bên trong đôi mắt hiện lên một vệt xảo trá, nói. Ta không những sẽ không đi ngăn cản, hơn nữa đã thông qua thần niệm truyền âm cho lão vượng, để hắn xuất lệnh chúng đệ tử cùng tiên môn rút khỏi đỉnh núi Everest Á. Ngươi làm sao? Hiên Nguyệt hơi kinh hãi, sau đó thì trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Diệp Trần. Chẳng lẽ ngươi là muốn thả dây dài câu cá lớn, dẫn xa xuất động? Diệp Trần lập tức cười ha ha một tiếng, nhếch đầu ở trên gương mặt xinh đẹp của Hiên Nguyệt hung hăng hôn một cái. Ngươi hiểu ta, chẳng ai bằng vợ của ta. Phi. Hiên Nguyệt lập tức xì một tiếng, mặt mũi trở nên đỏ bừng. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thật ra thì, đây cũng chỉ là một ý định tạm thời của Diệp Trần, mới nghĩ đến việc sử dụng phương pháp này để dẫn xà xuất động. Mà ngoài việc muốn dẫn tứ đại đế quân vào hạo thiên giới ra, Diệp Trần còn có một cái mục đích khác. Trái đất bây giờ tuy rằng đã hoàn toàn tiến vào thời đại tu chân, thế nhưng thực lực so với tu chân giới thật sự là quá yếu. Hoàn cảnh trước mắt lại quá an nhàn, căn bản rất khó sinh ra cường giả mà hào thiên giới bị người xâm lần thì có lẽ có thể kích phát được cảm giác nguy cơ của người trên trái đất từ đó thúc giục trình độ tu chân của toàn cầu tăng lên dù sao đối với diệp trần mà nói cho dù là toàn bộ trái đất đều bị người làm hỏng hắn cũng có thể thuận tay phục hồi như cũ sau khi hạ quyết tâm diệp trần lại thông qua thần niệm truyền âm cho hỗn thế ma viên và mấy người chúc minh phi để bọn hắn chống cự tượng trưng một chút thì trực tiếp trở về vân châu sau khi giao phó xong tất cả diệp trần lúc này mới mang theo hiên nguyệt chậm rãi bước vào trong biệt thự từ sau khi diệp trần rời khỏi trái đất biệt thự số một vẫn luôn được mẹ còn tô lâm ở lại tuyết cơ phụ trách bỏ về sự an toàn của hai người diệp thiên ca thi thoảng cũng sẽ trở về nhưng phần lớn thời gian đều ở bên trong quân đội của hoa hạ nhìn thấy diệp trần và bạn gái trở về tô lâm tự nhiên mừng rỡ vạn phần lập tức tự mình xuống bếp vì diệp trần mà làm ra cả bàn thức ăn ngon Tuy rằng đạt tới tu vi cảnh giới của bọn họ bây giờ căn bản không cần ăn cơm, nhưng là loại cảm giác đã lâu này vẫn để Diệp Trần cảm thấy rất ấm lòng, đồng thời lại có mấy phần ấy nấy. Vốn Diệp Trần thật ra thì vẫn luôn có ý tác hợp Diệp Thiên Ca và Tô Lam, thế nhưng là dưới tình huống hơn 10 năm này đến xem, Diệp Thiên Ca dường như đối với Tô Lam cũng không có phương diện ý tứ kia, việc này chỉ sợ cũng chỉ có thế thôi. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Trần và Hiên Nguyệt ở lại Vân Châu, sống qua cuộc sống của người bình thường. Mà hỗn thế ma viên và chúng đệ tử cùng tiên môn cũng lần lượt trở về tới Vân Châu. Chớp mắt một cái, hơn nửa tháng đi qua, người xâm nhập đến từ tu chân giới lúc đầu ngay từ đầu chỉ là thăm dò, tu vi cũng bình thường không có lắm, về sau bọn họ dường như phát hiện, trong thế giới này cũng không có cái gì uy hiếp được sự tồn tại của bọn họ thì lập tức bắt đầu xâm lấn một cách trắng trợn. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có tiểu lâu la cảnh giới kim đan, cảnh giới nguyên anh, đến cuối cùng bắt đầu có cảnh giới hóa thần xuất hiện, thậm chí là cao thủ cảnh giới phản hư. Hơn nửa tháng tiếp theo, số người xâm lấn tới hạo thiên giới đã vượt qua trên vạn người. Diệp Trần đối với số lượng người này nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác nào, thậm chí còn lệnh cưỡng chế đệ tử cùng tiên môn, toàn bộ trở lại thành phố Vân Châu, tất cả không được xuất thủ. Bởi vì Diệp Trần phát hiện, những kẻ xâm lấn này cũng không có người của tứ đại tiên môn, tất cả đều là một số thế lực môn phái nhỏ không đáng nhắc tới ở tu chân giới rất rõ ràng tứ đại đế quân kia tuy rằng rất muốn vào bên trong hạo thiên giới để tìm tòi hư thực nhưng cuối cũng vẫn là không dám tùy tiện tiến vào cho nên chắc là cố ý tiết lộ ra ngoài sự tồn tại của hạo thiên giới từ đó hấp dẫn một số lượng người không nhỏ đến đảm đương làm con tốt đi dò đường cho bọn họ không thể không nói bốn lão gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất giảo hoạt muốn dụ dỗ bọn hắn đến hạo thiên giới không trả giá một chút thì hiển nhiên là không được. Cuối cùng, Diệp Trần quyết định tiếp tục bỏ mặt không quan tâm, mặc cho những người xâm lớ kia tự do tiến vào hạo thiên giới. Mà sau khi những tu chân giả ở dị giới này xâm lớn, toàn bộ các cục vốn có của trái đất lập tức bắt đầu nhận lấy trùng kích to lớn. Những tu chân giả dị giới này được người trái đất coi là thiên ngoại tà ma, hơn nữa thực lực vô cùng cường hãn, dẫn tới khủng hoảng to lớn trên toàn cầu phải biết trên trái đất bây giờ tuy rằng đã tiến vào thời đại toàn dân tu chân nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới cất bước tu vi phổ biến rất thấp cảnh giới kim đan thì đã coi như là cao thủ cảnh giới nguyên anh chính là cường giả hiếm có cảnh giới hóa thần thì càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vậy những người xâm nhập tu chân giới này sau khi tiến vào bên trong hạo thiên giới gần như là có được ưu thế tuyệt đối về thực lực lại thêm dịp trần và cùng tiên môn không có động tác gì khiến rất nhiều người thất vọng thậm chí có một số quốc gia và thế lực ở trong bóng tối đã đầu nhập vào trong trận doanh của những người xâm lớn kia. Vì thế, Dịch Sơn Hà liên tiếp chạy tới Vân Châu mấy lần, khẩn cầu Dịp Trần xuất thủ khu trừ tà ma ngoại đạo, duy trì trật tự trên thế giới, nhưng tất cả đều bị Dịp Trần nhã nhặn từ chối. Mục tiêu của Dịp Trần là tứ đại đế quân, những tiểu lâu la trước mắt này chẳng qua hắn coi là đá mài đao để tăng lên trình độ tu chân của người trên toàn cầu, chứ hắn há lại sẽ để vào mắt. Tuy nhiên, người ngoài lại làm sao biết được những thứ này tin tức dịch sơn hà bị diệp trần từ chối một khi truyền bá ra ngoài thì toàn cầu hoàn toàn rơi vào trạng thái khủng hoảng phải biết từ một năm trước diệp trần cường thế trở về sau khi quét ngang cường giả của tứ đại giới diệp trần cũng đã trở thành đệ nhất nhân trên toàn cầu không thể tranh cãi cũng tiên môn cũng là đại thế lực đệ nhất trên toàn cầu thế nhưng là bây giờ thiên ngoại tà ma xâm lấn diệp tiên nhân lại phòng thủ mà không chiến thậm chí ngay cả đệ tử cùng tiên môn tất cả cũng đều có đầu rút cổ ở một góc Vân Châu. Rất rõ ràng, ngay cả vị đệ nhất nhân trên toàn cầu này cũng không có nắm chắc đối phó được thiên ngoại tà ma. Hy vọng cuối cùng của nhân loại dường như cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Một tuần sau, các nước ở khu vực phía Nam và Thiên Trúc Quốc toàn bộ đều bị tu chân giả của tu chân giới khống chế. Lại qua hai tuần, Phi Châu và Âu Châu cũng lần lượt bị rơi vào tay giặc. Một tháng sau, Úc Châu, Mỹ Châu tất cả cũng đều bị những thiên ngoại tà ma kia khống chế. Không đến gần hai tháng, sau khi thiên ngoại tà ma tới càng ngày càng nhiều, toàn bộ ngoại trừ Hoa Hạ Quốc còn giữ vững ra thì tất cả thế lực và quốc gia khác gần toàn bộ gần như đã ở dưới sự thống trị của thiên ngoại tà ma. Trong lúc nhất thời, hơn 10 tỷ người trên toàn cầu, tất cả đều rơi vào trong sự khủng hoảng cực lớn, giống như tận thế tiến tới. Mà lúc này, ở trong biệt thự số 1 tại Vân Châu, Diệp Trần ngồi ở trước bàn đá trong sân, con cờ trong tay chậm rãi hạ xuống. Mà ngồi ở đối diện bỗng nhiên chính là dịch Sơn Hà. Hai người lúc này đang đánh cờ. Diệp Soái, bây giờ toàn cầu, ngay cả Mỹ quốc, Tô quốc, Giàng Cường quốc đương thời này toàn bộ cũng đã bị thiên ngoại tà ma kia chinh phục. Theo tình thế bây giờ mà phát triển tiếp thì hoa hạ chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể chèo chống được nửa năm nữa mà thôi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ phải đi theo bước chân của Mỹ quốc và Tô quốc ngươi thật sự có thể coi như không thấy sao dịch sơn hà châu mày đau lòng nhức ốc nói đồng thời cũng thuận tay hạ xuống một nước thế nhưng tâm tư cả người căn bản không có đặt ở trên ván cờ tuy rằng 10 năm gần đây hoa hạ quốc đã trở thành cường quốc đệ nhất đương thời nhất là chất lượng và số lượng tu chân giả đều đứng hàng cao nhất trên toàn cầu thế nhưng là sau khi số lượng thiên ngoại tà ma không ngừng gia tăng tất cả quốc gia và thế lực trên toàn cầu toàn bộ đều rơi vào tay địch Duy chỉ có hoa hạ là còn đang cố gắng chống đỡ Nhưng cũng đã đến lúc nỏ mạnh hết đà Nghe xong lời này của dịch Sơn Hà Thì dịch trần lại một mặt lạnh nhạt Lão dịch Ta đã nói qua rất nhiều lần rồi Những thiên ngoại tà ma này đối với ta Mà nói chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi Ta phải dùng những con kiến hôi này Câu ra người ở sau lưng bọn họ Bằng không ta sẽ không xuất thủ Thế nhưng là Dịch Sơn Hà một mặt không cam lòng Còn muốn tiếp tục khuyên tiếp tuy nhiên đúng lúc này âm âm mặt đất bỗng nhiên rung chuyển một trận thậm chí giống như toàn bộ địa cầu đều bị chấn động một cái sắc mặt dịch sơn hà thay đổi lớn trên mặt dịp trần chợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói khẽ xem ra con cá đã mắc câu rồi ngay vào lúc lời này của dịp trần rơi xuống đồng thời gần đỉnh núi everest cổ lối vào đi về tu chân giới nhiều hơn ba đạo thân ảnh có khí tức hào hùng bỗng nhiên chính là công tôn vô ngã tông chủ kình thương tông, thái sơ văn nhất tông chủ thái huyền tông và đồ diệt sinh điện chủ trường sinh điện. Nơi này chính là thế giới mà hạo thiên đại đế mở ra sao? Cùng với tu chân giới quả nhiên khác biệt hoàn toàn. Công tôn vô ngã trước tiên mở miệng nói một câu. Sau đó đồ diệt sinh ở một bên thì cũng một mặt khinh bỉ nói. Linh khí càng cỗi như thế, hơn nữa trên cả quả tinh cầu này chẳng qua cũng chỉ có chục tỷ người, thậm chí người có tu vi cao nhất chẳng qua cũng chỉ mới cảnh giới hóa thần mà thôi thật sự là không đáng giá nhắc tới thật không biết lão hồ ly vân thương sinh kia đến tột cùng là đang lo lắng chuyện gì đồ diệt sinh nói xong thái sơ văn nhất tiếp lời nói không sai vân tông chủ người này chính là nghĩ quá nhiều ngày đó chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy tiểu tử kia bị thiên ý tu chân giới tiêu diệt bây giờ một phương thế giới này cũng đã trở thành giới vô chủ bằng không mấy tháng trước đến nay những tiểu lâu la mà chúng ta phái ra kia cũng không có khả năng thống trí cả quả tinh cầu này dễ dàng như thế. có đạo lý. một phương thế giới này nhỏ yếu như vậy, cho dù chúng ta không thể tìm được truyền thừa của hạo thiên đại đế, nhưng nếu có thể độ kiếp ở thế giới này thì xác suất thành cũng chắc là có thể tăng lên rất nhiều. ba người nói xong, thi nhau cười một tiếng, trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ mừng như điên. tuy nhiên, giọng nói của ba người vừa mới rơi xuống. Một giọng nói đột ngột đột nhiên từ trên trời cao vang lên. Ba vị thật đúng là để cho ta đợi khá lâu a. À? Hô. Cùng lúc giọng nói này vang lên, hư không phía trên bỗng nhiên vỡ ra, Diệp Trần từ bên trong vết nứt của không gian chậm rãi đi ra. Cái gì? Ngươi. Ngươi rõ ràng làm sao lại như vậy? Đây không có khả năng. Sau khi Tam Đại Đế Quân nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện thì lập tức hai mắt của tất cả đều trợn lên thật lớn gần như cũng lúc kinh hô lên. Bọn họ trước đó từng chứng kiến tận mắt, Diệp Trần bị một chưởng của Thiên Ý tu chân giới rõ ràng đánh cho nổ tung lên, tuyệt đối không ngờ rằng hắn thế mà còn sống, hơn nữa thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở ngay trước mắt bọn họ mà bọn họ còn không có bất kỳ một chút phát giác nào. Đáng tiếc, thiếu một tên. Diệp Trần cũng không có vội vàng động thủ, ánh mắt sau khi nhìn lướt qua trên người Tam Đại đến quân thì không thể không lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Thật ra thì ở bên trong tứ đại đế quân Người mà hắn muốn bắt nhất chính là vân thương sinh kia Đáng tiếc lão hồ ly này thực sự quá giảo hoạt Chính mình thả câu mấy tháng vậy mà cũng không có câu đi ra con cá lớn này Mà đổi thành một bên Sau khi ba người phản ứng lại thì gần như cùng lúc hướng về phía thông đạo chạy như điên Diệp Trần thấy thế thì cười lạnh Trực tiếp thuận tay vung lên Rầm rầm Thời không xung quanh lập tức bắt đầu vặn vẹo, mặc cho tam đại đến quân sử dụng bao nhiêu khí lực lại chỉ có thể chạy quanh tại chỗ thông đạo đi về tu chân giới rõ ràng ở gần ngay trước mắt đáng tiếc bọn họ bất kể như thế nào cũng không thể tới gần không được xem ra vân tông chủ đoán không sai tiểu tử này vậy mà đã trở thành chúa tể của hạo thiên giới xong không nghĩ tới ngay cả thiên ý tu chân giới cũng không thể giết chết hắn tiểu tử này hóa ra là cố ý thiết lập cục diện này để dẫn chúng ta tiến đến thực sự quá gian trá tam đại đế quân lập tức hối hận không thôi trước đó bọn họ tận mắt nhìn thấy diệp trần bị thiên ý của tu chân giới tiêu diệt căn bản không có nghĩ tới hắn thế mà còn sống mà mấy tháng trước cho tới nay lại phái không ít pháo hôi đến đây tìm hiểu tình huống vốn cho rằng có lẽ không có tồn tại nào có thể uy hiếp được bọn hắn cho nên mới an tâm tiến vào lại tuyệt đối không ngờ rằng mọi thứ diễn ra ở đây hóa ra đều là một cái bẫy mà diệp trần cố ý bày ra mục đích chính là muốn dẫn bọn họ vào hạo thiên giới. Mà Diệp Trần làm trưởng khống giả của hạo thiên giới đừng nói chỉ là ba tên độ kiếp đến quân, cho dù là cường giả cấp đại đế có tới cũng chỉ có thể mặc cho hắn nhào nặng. Diệp Tiểu Hữu Không Diệp Tiền Bối Có chuyện thì nói chuyện thật tốt. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cam đoan thái huyền tông chúng ta, ngày sau đi theo Diệp Tiền Bối, Diệp Tiến Bôi sai đầu chúng ta như thiên lôi đánh tới đó thái văn sơ nhất tông chủ của thái huyền tông vội vàng lớn tiếng hô to lên đã hoàn toàn không còn hình tượng cao ngạo của độ kiếp đế quân như thường ngày đáng tiếc diệp trần nhìn cũng không thèm nhìn một cái trực tiếp thuận tay một chủ bành đáng thương thái sơ văn nhất kia đường đường là nhân vật cấp độ kiếp đế quân tồn tại hàng đầu của tu chân giới vậy mà bị một chỉ của diệp trần mà nổ tung lên hơn nữa thái văn sơ nhất sau khi bị diệp trần chỉ một cái nổ tung thì lập tức hóa thành một cổ năng lượng tinh thuần vô cùng mênh mông dung nhập vào bên trong hào thiên giới mà công tôn vô ngã và đồ diệt sinh ở một bên thấy cảnh này thì lập tức vẻ mặt của cả hai đều trở nên vô cùng trắng bệch chết thái sơ văn nhất thế mà cứ chết đi như vậy đây chính là lực lượng của chúa tể một phương thế giới sao diệp trần ở bên trong hào thiên giới chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi Thế nhiều ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, ngươi chẳng lẽ sẽ mãi mãi không đặt chân vào tu chân giới sao? Ngươi giết tất cả chúng ta chính là hoàn toàn đắc tội với Bác Đại Tiên Môn, chỉ cần ngươi lại bước chân vào tu chân giới thì sẽ rơi vào sự vây quét của Bác Đại Tiên Môn, ngươi cũng đừng hồng còn mạng sống. Đồ diệt sinh thấy Thái Sơ Văn nhất cầu xin tha thứ không được thì lập tức thay đổi sách lược, bắt đầu uy hiếp. Diệp Trần cười lạnh. Bác Đại Tiên Môn sao? Chẳng mấy chốc ta sẽ nhổ tận gốc bọn chúng. Nói xong lời này, Diệp Trần lại công ngón búng tay ra, một đạo kiếm mang tràn đầu khí tức hủy diệt, thẳng đến đồ diệt sinh mà bắn tới. Không. Đồ diệt sinh thấy thế thì lập tức không cam lòng hét lớn một tiếng, vội vàng gọi ra trường sinh chung pháp bảo thần khí của chính mình, cố gắng ngăn cản. Ừm. Diệp Trần thấy đồ diệt sinh gọi thần khí ra thì lông mày lập tức hơi nhíu lại, lập tức bàn tay bỗng nhiên một trảo. Đến. Sưu trường sinh chung kia vừa mới được đồ diệt sinh gọi ra vậy mà hoàn toàn thoát ly khống chế của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa sau một khắc đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay diệp trần trường sinh chung chính là thần khí nếu hủy đi như vậy thì thực sự rất đáng tiếc thần niệm diệp trần hơi quét qua tinh thần lạc ấn mà đồ diệt sinh lưu ở trên trường sinh chung đã được xóa đi một cách dễ dàng sau đó thuận tay néo vào bên trong hư không mà cùng lúc đó không sau khi thần khí bị cưỡng ép đoạt đi, đồ diệt sinh lập tức phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng, cả ngươi trong nháy mắt hóa thành một đám sương máu, ngay sau đó thì chuyển hóa thành một cổ năng lượng tinh thuần, dung nhập vào bên trong hạo thiên giới. Sau khi thuận tay giết chết hai tên đế quân, ánh mắt Diệp trận lúc này rơi vào trên thân công tôn vô ngã người duy nhất còn sống, khóe miệng hơi nhếch lên hiện ra vẻ đùa giỡn. Công tôn tông chủ, ngươi muốn chết như thế nào? Không nghĩ tới, Công tôn vô ngã đầu tiên là thân thể khẽ rung lên, sau đó lại bỗng nhiên cười lên ha hả. Ngươi cười cái gì? Dù sao mọi thứ đều nắm ở trong tay, Diệp Trần cũng không có nóng lòng, thế là nhàn nhạt mở miệng hỏi. Sau khi công tôn vô ngã cưới lớn một lúc thì bỗng nhiên nụ cười trên mặt đã thu lại, lạnh lùng nói. Diệp Trần, ta thừa nhận, ta đích xác là coi thường ngươi. Tuy nhiên may mà trước khi ta đến, cũng đã lưu lại một tay công tôn vô ngã nói đến đây thì dừng lại một chút lời nói xoay chuyển nói ta nghe nói ngươi và lạc hà tông có quan hệ cũng không đơn giản đúng không dịp trần nghe được điều này thì sắc mặt lập tức hơi đổi một chút ngươi đây là có ý gì công tôn vô ngã cười lạnh nói ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết ta trước khi đến đã phân phó trưởng lão trong môn nếu như trong vòng 7 ngày ta không có trở về tu chân giới thì kình thương tông sẽ xuất binh sang bằng lạc hà tông. Ừm. Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức nhướng mày. Sống chết của Lạc Hà Tông thật ra thì hắn chẳng thèm để ý thế nhưng là Hiên Nguyệt lại hết sức quan tâm. Nếu như một đời này Lạc Hà Tông lại bị kình thương Tông tiêu diệt một lần nữa, vậy Hiên Nguyệt chắc chắn sẽ giống với kiếp trước rơi vào bên trong sự ấy nấy đau khổ. Mà kết quả này là kết quả mà Diệp Trần tuyệt đối không muốn xảy ra. Công tôn vô ngã nhìn thấy Diệp Trần chậm chạp không động thủ, lập tức nhận ra, nước cờ này của chính mình là đúng, trong lòng âm thầm thở vào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý, nói. Diệp tiểu hữu, nói đến thì hai chúng ta thật ra thì cũng không có thâm cựu đại hận gì, chỉ cần ngươi buông tha ta lần này, ta có thể cam đoan sau này ta và kình thương tông. Tuyệt đối sẽ không làm khó dễ với ngươi, như thế nào? Diệp Trần trầm mặt một lát bỗng nhiên cười, tuy nhiên lại là cười lạnh. Ngươi cam đoan. Ngươi cảm thấy lời nói của ngươi ta sẽ tin sao? Có thể ở nơi lấy mạnh hiếp yếu như tu chân giới leo lên vị trí đứng đầu nhất thì lại có mấy cái hạng ngươi lương thiện biết giữ chữ tín. Liền giống như trước đó, tứ đại đế quân vừa mới phát xong lời thề bản mệnh, đảo mắt cái thì đã quên sạch sành xanh, da mặt quả thực không nên quá dày, cho nên hứa hẹn của bọn họ, dịp trận tự nhiên là không có khả năng tin tưởng. Công tôn vô ngã dường như cũng ý thức được, chỉ dựa vào một câu của chính mình, Diệp Trần chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy thế là cau mày, nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Trần suy nghĩ một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, nói. Chuyện này cũng đơn giản. Ngươi chỉ cần dùng linh ngọc khắc xuống một cái hình ảnh của ngươi để cho ngươi mang ta về tu chân giới, nói cho môn nhân của kình thương tông, bọn họ đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đối với Lạc Hà Tông. Không nghĩ tới, công tôn vô ngã lại cười lạnh. Ngươi muốn dùng loại biện pháp này để tới kéo gian thời gian sau, sau đó mang người của Lạc Hà Tông tới hạo thiên giới, chờ ta không có giá trị lợi dụng nữa thì ngươi lại giết ta, ngươi cảm thấy ta có khả năng đáp ứng ngươi sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Cái này nhưng không phải do ngươi có đáp ứng hay không? Nói xong, Diệp Trần duỗi bàn tay ra, hơi nắm một cái. Xì xì xì. À, công tôn vô ngã lập tức cảm thấy tất cả các tế bào của chính mình thậm chí linh hồn đều đang bị xé rách ra một chút xíu. Loại thống khổ này quả thực vượt qua bất luận loại hình phạt nào trên đời, mà lấy tâm trí độ kiếp đến quân như hắn vậy mà cũng có chút khó có thể chịu nổi, không thể không lên tiếng kêu trên liên hồi. Họ dịp. Ngươi trực tiếp giết chết ta đi. Cho dù ta có chết cũng sẽ không chịu khuất phục ngươi. À. Công tôn vô ngã tuy rằng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, nhưng cốt khí vẫn còn tính là cứng rắn, cũng không có lập tức chịu khuất phục. Diệp Trần cười lạnh, sự lạnh lùng trong giọng nói chứa hàng ý làm cho người nghe phải phát trung. Công tôn tông chủ, ta hy vọng ngươi có thể làm rõ được tình hình trước mắt, ở bên trong hạo thiên giới ngươi không chỉ không phản kháng được mà ngươi muốn chết trong khi không được sự cho phép của ta thì ngươi cũng không làm được. Nói theo cách khác ta có thể để ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Nói xong lời này, Diệp Trần lại xuất thủ mạnh hơn lần trước, nhưng lại không ảnh hưởng tới tính mạng cảo công tôn vô ngã thậm chí thần trí của hắn tỉnh táo hơn so với bất cứ lúc nào à sau khi lại một hồi hết thảm thì công tôn vô ngã cuối cùng không chịu nổi được 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 ta nhận thua ta đầu hàng người nói cái gì thì cái đấy đi loại này không phải người thống khổ bình thường người bình thường chỉ sợ là ngay cả một phần triệu giây cũng không kiên trì được đoán chừng sẽ ngay lập tức hôn mê nhưng nguyên thần của công tôn vô ngã quá cường đại hơn nữa ở dưới sự tận lực khống chế của Diệp Trần, vừa vặn sẽ không đã thương tính mạng của hắn, hơn nữa thần thức lại cực kỳ tỉnh táo, cho dù là độ kiếp đế quân cũng căn bản khó mà chống cự. Sau đó thì, công tôn vô ngã dựa theo chỉ lệnh của Diệp Trần dùng Linh Ngọc ghi lại một đạo hình ảnh của bản thân, trọn vẹn ghi chép tới mười mấy lần, thẳng đến Diệp Trần hoàn toàn hài lòng mới chịu bỏ qua. Ta đã hoàn toàn dựa theo lời ngươi nói mà làm, không phải bây giờ ngươi sẽ giết ta đi chứ công tôn vô ngã lúc này đã hoàn toàn không còn lo nghĩ như trước đó cả ngươi nhìn qua chật vật không chịu nổi bên trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng sợ hãi dịp trần cười nhạt một tiếng yên tâm tại trước khi không có bảo đảm được sự an toàn của lạc hà tông ta sẽ không giết ngươi nói xong lời này dịp trần vẫy tay một trảo bắt lấy công tôn vô ngã sau đó thì cánh tay vung lên rầm rầm thời không xung quanh trong nháy mắt vỡ vụn phía trước lập tức xuất hiện một mảnh hư không, Diệp Trần lại công ngón tay búng một cái phong bế tu vi của công tôn vô ngã, sau đó ném cả người hắn vào bên trong mảnh hư không kia. Tuy rằng lấy năng lực của Diệp Trần bây giờ ở trên lý luận bất kỳ người nào cũng có thể thuận tay giết, sau đó lại thuận tay phục sinh, thế nhưng công tôn vô ngã này dù sao cũng là cường giả độ kiếp đế quân, nếu như giết chết hắn, ngày sau còn muốn phục sinh thì quả thực khó khăn không nhỏ, cho nên chỉ có thể tạm thời trước phong ấn hắn ở bên trong hư không loạn lưu mới là biện pháp ổn thỏa nhất sau khi xử lý xong công tôn vô ngã diệp trần cũng không có vội vàng rời đi mà là đi tới lối vào đi về tu chân giới sau khi trầm ngâm một lát bỗng nhiên thuận tay trên không trung hư điểm mấy lần âm âm thông đạo đi về tu chân giới lập tức bắt đầu chậm rãi khép lại cho đến khi biến mất không thấy gì nữa đối với những người ở tu chân giới kia mà nói vẫn như cũ có thể tự do tiến vào hạo thiên giới Thế nhưng là một khi bọn họ tiến vào hạo thiên giới Thì không có sự cho phép của dịp trần Thì ai cũng mơ tưởng rùi đi Sau khi làm xong mọi chuyện ở đây Thân thể dịp trần nhoáng một cái Cũng biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa Ngay sau đó thì đã về tới Trong căn biệt thự số 1 ở Vân Châu Dịch Sơn Hà vẫn ngồi ở trước bàn đá Thật ra thì từ khi dịp trần Đột nhiên rời khỏi đến lúc trở về lần nữa Thì chẳng qua cũng chỉ mới ngắn ngủi Hơn nửa giờ mà thôi nhìn thấy dịp trần trở về dịch sơn hà lập tức đi lên phía trước mặt mũi đầy vẻ lo lắng nói dịp soái không xong ta vừa mới đạt được tin tức truyền đến từ kinh đô những cường giả tuyệt đỉnh bên trong thiên ngoại tà ma kia đột nhiên liên hợp xâm nhập hoa hạ bây giờ đã ở kinh đô hơn nữa còn bán tiếng nếu như chúng ta không đầu hàng bọn họ sẽ huyết tẩy kinh đô ồ dịp trần nghe nói lời này lông mày lập tức hơi nhíu trên mặt không thể không hiện ra nụ cười tinh quái Lúc trước hắn vì dẫn xuất tứ đại đế quân cho nên mới luôn luôn dung túng những người của tu chân giới này xâm nhập làm bậy một cách tùy ý, không nghĩ tới thế mà càng rỡ đến trình độ này. Dịch Sơn Hà thấy phản ứng của Diệp Trần bình thản như thế, hơn nữa thế mà còn cười ra tiếng, trong lòng lập tức cảm thấy mát lạnh, sau đó cắn răng một cái. Phu phu. Dịch Sơn Hà vậy mà trực tiếp quỳ xuống dưới đất. Diệp Soái, Lão già ta lại gọi ngài một tiếng Diệp Soái cuối cùng bây giờ tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng hoa hạ nguy cơ sớm tối lúc nào cũng có thể gặp phải thảm họa hủy diệt ngài thật sự có thể nhìn được cảnh tượng đó hay sao diệp trần lập tức dở khóc dở cười vội vàng đưa tay đỡ dịch sơn hà dậy nói dịch lão nói quá lời chỉ là một số con kiến hôi mà thôi dịch lão đã mở miệng nhiều lần rồi vậy thì ta đây diệt bọn hắn là được dịch sơn hà đầu tiên là sững sờ sau đó thì hết sức vui mừng dịp soái chuyện này là thật dịp trần cười ha ha một tiếng trực tiếp bắt lấy dịch sơn hà không gian xung quanh hai người bị bóp méo một lúc sau một khắc hai người biến mất tại chỗ ngay lập tức không thấy đâu cùng lúc đó ở kinh đô từng đạo thân ảnh có khí tức hùng hậu đứng lặng ở trên không trung kinh đô có thể nói là che khuất cả bầu trời toàn bộ kinh đô đều hiện ra vô cùng áp lực phía dưới thì lấy dịp thiên ca dẫn đầu cường giả của quân đội tuy nhiên so với từng đạo từng đạo thân ảnh trên trời kia thì hiện ra rất yếu thế kiệt 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 đều nói hoa hạ là cường quốc đệ nhất của thế giới các ngươi cường giả tu chân có rất nhiều bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này thậm chí ngay cả một người có thể đánh cũng không có trên bầu trời truyền đến một nụ cười hô hố mở miệng nói chuyện chính là một ông lão có khí tức hùng hậu thậm chí so với dịp thiên ca đã bước vào cảnh giới hóa thần khí tức còn cường đại hơn rất nhiều rõ ràng là một tên cường giả cấp phản hư chân quân. Kiệt kiệt kiệt. Ông lão có khí tức hùng hậu kia lại mở miệng. Người ở phía dưới đều nghe rõ cho lão phu. Hoa hạ quốc các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Âm âm. Giọng nói của ông lão giống như thần lôi, hướng nơi xa truyền đạt mà cùng cuộn tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu đô thị của Kinh Đô vào trong đó. Oanh một đám cường giả quân đội ở phía dưới và toàn bộ người dân trong kinh đô cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của ông lão này một cách rõ ràng ngay lập tức từng cái vẻ mặt càng trở nên trắng bệch không những như thế lúc này mọi chuyện đang xảy ra trước mắt sớm đã được truyền tải đi bằng phương tiện phát sóng trực tiếp không chỉ ở toàn bộ kinh đô toàn bộ hoa hạ mà thậm chí trên toàn cầu đều đang mật thiết chú ý tới động thái nơi này lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này toàn bộ hơn một tỷ người dân hoa hạ tất cả đều rơi vào bên trong tuyệt vọng hơn nữa mỗi loại đại thế lực đại quốc gia cũng thi nhau dâng lên một cổ cảm giác bầu bí thương nhau bây giờ gần như tất cả quốc gia thế lực đều rơi vào sự thống trị của thiên ngoại tà ma chỉ có hoa hạ quốc là còn duy trì độc lập nhưng trước mắt xem ra chỉ sợ ngay lập tức cũng phải chịu khuất phục ở dưới ma trảo của những thiên ngoại tà ma này điều này cũng mang ý nghĩa sau ngày hôm nay toàn bộ trái đất đều bị rơi vào tay giặc người trái đất sẽ trở thành tộc người thấp kém hơn bị những thiên ngoại tà ma này nô dịch ai dịp tiên nhân tại sao còn chưa có xuất hiện chẳng lẽ hắn quả nhiên là sợ những thiên ngoại tà ma này sao theo như ta nói dịp tiên nhân bây giờ sớm đã không phải là dịp tiên nhân trước đó người ta đã làm khó dễ tới trên đầu rồi hắn ngay cả mạo hiểm một chút cũng không dám mặc cho những thiên ngoại tà ma này làm mưa làm gió chỉ sợ trong lòng hắn sớm đã không có hoa hạ quốc chúng ta rồi à Diệp tiên nhân không có ra mặt, đệ tử cùng tiên môn thì tất cả đều núp ở Vân Châu, bằng không mà nói, hoa hạ chúng ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Các ngươi đây là không biết gì sao? Ta nghe nói, tu vi của Diệp tiên nhân tuy rằng cường đại, nhưng mới chỉ có cảnh giới hóa thần mà thôi, mà ở bên trong những thiên ngoại tà ma này có rất nhiều cường giả, tu vi cao hơn rất nhiều so với Diệp tiên nhân. Cũng đúng. Đổi lại là bất luận kẻ nào đã biết rõ là đánh không lại thì ai cũng sẽ không đi ra chịu chết một cách vô ích a. À. Lúc này ông lão ở trên không trung kia lại chậm rãi mở miệng lần nữa. Các ngươi cân nhắc như thế nào? Là lựa chọn đầu hàng hay là chết? hư, lão gia hỏa, ngươi quên cái ý nghĩ này đi. Quân nhân Hoa Hạ chúng ta thà chết đứng cũng tuyệt không sống quỳ. Trong đó một người đàn ông trung niên có cảnh giới nguyên anh trên người mặc trang phục tướng quân nói to rõ ràng, lập tức được rất nhiều người khác tán thưởng hô tốt. Không sai. Người muốn giết cứ giết, muốn chúng ta đầu hàng thì đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Nếu như dịp tiên nhân ở đây, há lại sẽ để cho ngươi ở chỗ này lớn lối như thế. Ông lão kia nghe được lời này của mọi người, đôi mắt già lập tức khẽ hít một cái. Dịp tiên nhân. Từ khi lão phu bước vào phương thế giới này của các ngươi cho tới nay, ngược lại là thường xuyên nghe được có người đề cập tới danh hiệu này, đáng tiếc a à, lão phu bây giờ đã đánh tới cửa nhà của các ngươi cũng không có nhìn thấy vị được gọi là diệp tiên nhân kia ngoi đầu ra đủ để nhìn ra người này chính là hạng người nhát gan như thỏ ông lão nói đến đây thì có chút dừng lại nói đời trước tiên lão phu sang bằng nơi này sau đó thì đi tìm diệp tiên sinh trong miệng các ngươi ta ngược lại muốn nhìn xem hắn đến tột cùng là có bao nhiêu sức nặng sau khi ông lão nói xong lời này bàn tay nhấc lên một cái âm âm một bàn tay khổng lồ dài đến mấy ngàn mét kinh khủng đã hiện lên ở trên trời cao sau đó thì hướng mọi người ở phía dưới hung hăng đập xuống không gian xung quanh cũng vì đó mà vỡ vụn thiên địa đổi màu cả vùng rất chấn động mạnh mấy người dịp thiên ca ở dưới thấy cảnh này thì tất cả lập tức đều bị dọa đến mắt trắng bạch không còn chút máu đây chính là thực lực của cảnh giới phản hư sao Quy lực của một trưởng bình thường chỉ sợ đều không thua kém gì một quả bom nguyên tử cỡ lớn. Quá kinh khủng. Ta dường như có chút hiểu, dịp tiên nhân tại sao không ra tay. Xem ra hoa hạ chúng ta, hôm nay thật là muốn xong rồi sao. Vào lúc này, vô luận là người dân ở dưới thành phố Kinh Đô hay là tất cả người đang xem phát sóng trực tiếp, tất cả đều rơi vào trong trạng thái khiếp sợ và tuyệt vọng. Tuy nhiên, ngay vào lúc tất cả mọi người cho là chờ đến một trưởng kinh khủng đến nghịch thiên này rơi xuống thì hơn phân nửa thành phố Kinh Đô đều phải bị hủy đi. Bàn tay lớn khổng lồ kinh khủng kia, bỗng nhiên đình trệ ở trên không trung, sau đó thì chậm rãi tiêu tá, cuối cùng hóa thành vô hình. Tình huống như thế nào? Chăn rẽ lão đầu kia bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu vô cùng tò mò nhìn lại thì lập tức nhìn thấy ở trên trời cao đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh gầy gò là dịp tiên nhân hóa ra là dịp tiên nhân đã cứu chúng ta ha ha dịp tiên nhân cuối cùng đã xuất thủ chúng ta được cứu rồi sau khi mọi người nhận ra cái đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện này là dịp trần toàn bộ thành phố kinh đô lập tức trở nên sôi trào sau đó thì toàn bộ người đang xem trực tiếp tất cả cũng trở nên sôi trào cho dù là ai cũng không nghĩ tới nay vào lúc tất cả mọi người cho là hoa hạ đã hoàn toàn xong đời dịp trần thế mà lại đột nhiên xông ra cũng cảm thấy kinh ngạc còn có ông lão cảnh giới phản hư kia tiểu tử ngươi chính là dịp tiên nhân trong miệng bọn họ sao xem ra ngươi coi như có chút bản lãnh hắn thấy có thể tiếp được một chưởng vừa rồi của hắn tu vi cho dù không bằng hắn vậy thì cũng cực kỳ không yếu dịp trần chậm rãi ngẩng đầu nhàn nhạt liếc qua ông lão nói ngươi có biết về công tôn vô ngã tông chủ của kình thương tông chứ Ông lão kia lập tức ngẩn ngơ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người thanh niên thần bí đột nhiên xuất hiện này, mở miệng nói ra câu nói đầu tiên lại là như vậy. Ngươi, ngươi biết công tôn tông chủ. Nói đùa, Kinh Thương Tông là một trong bác đại tiên môn của tu chân giới, người của tu chân giới thì người nào không biết. Nhưng với đề là, người trẻ tuổi trước mắt này không phải là người dân ở một phương tiểu thế giới này sao? Làm sao lại biết được công tôn vô ngã? Chẳng lẽ hắn cũng là tu chân giới? diệp trần không để ý tới vẻ hoài nghi của ông lão lại mở miệng nói đã biết vậy thì dễ làm rồi ta có việc muốn để ngươi thay ta đi làm nếu như ngươi có thể làm tốt ta có thể tha cho người và những người phía sau ngươi ông lão kia đầu tiên là hơi sửng sốt sau đó là giận dữ diệp trần nói chuyện hoàn toàn một bộ giọng ra lệnh như thể trưởng bối ra mệnh lệnh cho vãn bối giống như là một chuyện đương nhiên điều này làm cho ông lão cảnh giới phản hư chân quân này làm sao có thể không giận tiểu tử ngươi có biết lão phu là ai không lại dám nói với lão phu như vậy ông lão phản hư kia trong cơn giận dữ mắt thấy phải ra tay với diệp trần đúng lúc này ở sau lưng ông lão kia đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên sư phụ chỉ là một tên thổ dân mà thôi không cần phiền lão nhân gia ngài phải xuất thủ ta đến là được người đàn ông trung niên kia nói xong thì ngay lập tức hướng về phía dịp trần mà lao tới tiểu tử cũng dám vô lễ đối với sư phụ của ta nạp mạng đi người đàn ông trung niên kia hét lớn một tiếng đồng thời tế ra một thanh phi kiếm hướng về phía dịp trần nổ bắn mà tới kiếm khí như cầu vồng ngang qua trời cao mọi người ở phía dưới thấy cảnh tượng này thì lập tức thi nhau vì đó mà biến sắc tất cả đều hiện ra vẻ lo lắng người đàn ông trung niên này sử dụng pháp bảo hiển nhiên đẳng cấp cực cao, tuy rằng lực phá hoại không bằng một chưởng trong phạm vi lớn vừa rồi của ông lão kia, nhưng công kích trực chỉ mục tiêu, lại sắc bén hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Diệp Trần lại ngay cả mí mắt cũng không có nhất một chút, thân thể dứng ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ chờ phi kiếm chứa sát khí lẫm liệt kia nọ bắn ra đến trước mặt, tim của tất cả mọi người tất cả đều treo lên, Diệp Trần lúc này mới chậm rãi giơ cánh tay lên, thuận tay một chỉ. Bành! pháp bảo phi kiếm có khí thế như cầu vòng kia lại bị một chỉ thuận tay của diệp trần đánh nổ cái gì không chỉ người đàn ông trung niên này choáng váng ông lão phản hư choáng váng mà tất cả mọi người ở phía dưới cũng đều choáng váng cho dù là ai cũng không nghĩ tới một kích hung hãn sắc bén như thế thế mà lại được diệp trần phá giải dễ dàng như thế không biết tự lượng sức mình diệp trần nhẹ nhàng phun ra bốn chữ lại cong ngón búng ra lần nữa một đạo kiếm khí nhìn như tầm thường thẳng đến người đàn ông trung niên kia bắn tới. Đôi con ngươi của người đàn ông trung niên kia lập tức co rụt lại, theo bản năng muốn lui lại tránh né, đáng tiếc người này chỉ lùi lại được mấy chục mét thì bị đạo kiếm khí vô cùng tầm thương kia đuổi kịp. Bành Người đàn ông trung niên ngay lập tức nổ tung lên, hóa thành một đám sương máu, hoàn toàn biến mất ở trên thế gian này. T Mọi người thấy cảnh tượng này thì lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là ông lão phản hư kia, hai mắt cũng không thể không trận lên thật lớn. Chuyện này, làm sao có thể? Người đàn ông trung niên kia chính là tên đệ tử mà hắn đắc ý nhất cuộc đời này, bây giờ chẳng qua mới chỉ 200 tuổi mà đã dạt tới cảnh giới nửa bước phản hư, cho dù là ở tu chân giới không sánh được với các thiên kiêu thế nhưng cũng tuyệt đối được coi là một tên nhân vật thiên tài. Cho dù là hắn người chân chính đạt tới cảnh giới phản hư chân quân, nếu như ở dưới tình huống không sử dụng thủ đoạn cường đại, muốn giết chết vị ái đồ này của mình thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là bây giờ, ái đồ của mình thế mà chết ở trong tay của một tên thổ dân trên một phương tiểu thế giới này. Điều này làm sao cho hắn có thể tiếp nhận? Mà người hoa hạ ở phía dưới sau khi phản ứng lại thì mọi người lập tức hết sức vui mừng, thi nhau hoan hô lên. Dịp tiên nhân uy vũ. Dịp tiên nhân vạn tuế. Dịp tiên nhân vô địch. Thiên ngoại tà ma tất bại. Tuy rằng bọn họ không biết Thực lực của Diệp Trần vì xoa lại cường đại tới như vậy Dường như so với hơn nửa năm trước Đã cường đại tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi Quả thực có thể so với thần linh Nhưng là Tất cả những chuyện này đều không quan trọng Quan trọng là từ trên người Diệp Trần Bọn họ thấy được hy vọng Đây là hy vọng của toàn bộ hoa hạ Cũng là hy vọng của toàn bộ tinh cầu này Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Ông lão phản hư kia gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Trần một lúc lâu, nhưng vẫn như cũ không có từ trên người của đối phương nhìn ra được bất kỳ mánh khóe gì. Khí tức trên người Diệp Trần mới nhìn hoàn toàn chính là một người bình thường, thậm chí ngay cả một chút chân nguyên cũng không cảm nhận được. Thế nhưng là lại trong nháy mắt diệt sát đi một tên cường giả nửa bước phản hư một cách dễ dàng. Diệp Trần không nói gì, trực tiếp vung cánh tay lên. Âm âm. Không gian xung quanh lập tức biến hóa một trận. Rầm rầm. Ngay sau đó, đợi sau khi mọi người ở phía dưới đứng vững thân hình thì lập tức tất cả đều ngay dại chỉ thấy không trung phía trên kia vô luận là diệp trần hay là đội quân thiên ngoại tà ma kia vậy mà tất cả đều biến mất không thấy cùng lúc đó ở trên một quả tinh cầu hoang vu tích ngoài rìa hạo thiên giới lại đột nhiên xuất hiện một nhóm đông người bỗng nhiên chính là đội quân thiên ngoại tà ma và diệp trần ông lão phản hư kia và các cường giả khác của tu chân giới sau khi phản ứng lại thì lập tức trên khuôn mặt của mỗi người đều đầy vẻ kinh ngạc chuyển đổi thời không vật đổi sao dời đây là thủ đoạn thần thông gì trời ạ à! cho dù là độ kiếp đế quân cũng không có khả năng có loại thần thông này à người này đến cùng là có lai lịch gì làm sao lại cường đại tới như thế nếu như nói những cường giả tu chân giới này trước đó còn đang tìm cách để mọi người liên hợp với nhau thì chưa chắc không có lực đánh một trận bây giờ nhìn thấy đối phương có thủ đoạn nghịch thiên bực này thì lập tức từng người cuối cũng đều không sinh ra ý niệm phản kháng nói đùa đối phương có thể tùy tiện chuyển dời bọn hắn đến bên ngoài ức vạn tinh hà mà bọn họ thế mà không có bất kỳ một chút sức phản kháng nào cái này đủ để chứng minh sự cường đại của đối phương đã vượt xa khỏi trình độ bọn họ có khả năng chống cự các hạ, đến tột cùng là ai?" Ông lão Phản Hư kia mở miệng lần nữa, tuy nhiên lần này, lúc hắn hỏi ra câu nói này, trên trán tất cả đều đã là mồ hôi lạnh, thậm chí thân thể cũng đang run nhẹ nhẹ. "Đáng sợ. Người trẻ tuổi thần bí trước mắt này thật sự là rất đáng sợ. Thậm chí lúc đối mặt với các tông chủ trong Bác Đại Tiên môn, hắn cũng chưa từng sợ hãi như bây giờ." Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua ông lão Phản Hư, lạnh lùng nói: "Ta là ai?" ngươi còn chưa có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết tính mạng của những người các ngươi bây giờ toàn bộ thuộc về ta. Ông lão phản hư lập tức hơi bị kìm hãm, sau đó thì nặng nề thở dài một hơi. Các hạ đến tột cùng muốn cho ta làm cái gì? Diệp Trần khẽ vuốt cầm. Xem ra ngươi coi như thông minh. Nói xong, Diệp Trần lấy ra linh thạch hình ảnh mà công tôn vô ngã lúc trước khắc xuống, thuận tay ném cho ông lão phản hư. Ngươi cầm vật này trở về tu chân giới giúp ta giao cho trưởng lão của kình thương tông đồng thời còn phải nói là công tôn vô ngã bảo ngươi chuyển tới ông lão nghe xong thì lập tức hơi sững sờ chỉ đơn giản như vậy dịp trần nhẹ gật đầu hiện ra nụ cười nhàn nhạt chính là đơn giản như vậy tuy nhiên ta không cần biết ngươi dùng biện pháp gì tuyệt đối không được để cho người của kình thương tông nghi ngờ nếu như ngươi thay ta hoàn thành chuyện này thì ta tự nhiên sẽ thả những thuộc hạ này của ngươi bằng không những người này của ngươi toàn bộ đều phải chết. sau khi nói xong lời này khí tức chúa tể trên người diệp trần bỗng nhiên phóng thích ra ngoài âm âm quả tinh cầu hoang vu dưới chân mọi người này lập tức rung động kịch liệt một trận thậm chí tính cả các tinh cầu xung quanh cùng theo đó mà rung động tất cả mọi người ngay lập tức thay đổi sắc mặt hoàn toàn không có người nào nghi ngờ Diệp Trần nếu như muốn giết chết bọn họ thì quả thực quá đơn giản. Cẩn tuân mệnh lệnh của các hạ. Ông lão cuối cùng đành phải chịu khuất phục mà đáp ứng. Ông lão phản hư này tên là Lâm Thương Hải, là tông chủ của một môn phái nhị lưu ở tu chân giới, trước đó vốn là chịu mệnh lệnh của tứ đại tiên môn, lúc này mới tiến vào Hạo Thiên giới tìm hiểu tin tức, bây giờ Diệp Trần lợi dụng hắn mang tin tức truyền đạt trở về, tự nhiên không có gì thích hợp bằng. Diệp Trần Phong ấn toàn bộ những môn nhân này của Lâm Thương Hải ở trên tinh cầu hoang vu kia, sau đó thì mang theo Lâm Thương Hải quay trở về trái đất, về tới cửa vào ở dưới chân đỉnh núi Everest. Sau khi trở về, nên nói cái gì không nên nói cái gì cũng không cần ta phải nhiều lời chứ. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Thương Hải vội vàng cuốn quýt gật đầu, nói. Vân vân. Diệp tiền bối xin yên tâm, ta chắc chắn dựa theo ngài nói mà xử lý. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Chờ ngươi làm xong chuyện này, ta tự nhiên sẽ thả môn nhân của ngươi, đừng có dở mánh khóe gì, bằng không cho dù là ở tu chân giới ta muốn giết ngươi thì cũng dễ như trở bàn tay. Lâm Thương Hải lập tức gật đầu như gà mổ thóc, liên tục đồng ý. Âm âm. Diệp Trần thuận tay vung lên, mở ra thông đạo không gian, ném Lâm Thương Hải vào trong đó. Diệp Trần thật ra thì cũng không lo lắng Lâm Thương Hải sẽ làm trái ý mình, lại hoặc là bị người của kình thương tông phát hiện mánh khóe gì, cho dù là chuyện bại lộ, người của kình thương tông chắc là cũng sẽ hiểu rõ, công tôn vô ngã đã rơi vào trong tay của hắn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là trước mắt, Diệp Trần lại gặp phải một vấn đề khó giải khác. Lạc Hà Tông chỉ cần còn ở tu chân giới một ngày, chung quy nguy cơ phải chịu lấy áp lực từ bác đại tiên môn sẽ luôn tồn tại. Bây giờ loại tình huống này chỉ có hai loại biện pháp có thể giải quyết, một là nghĩ biện pháp đưa toàn bộ người của lạc hà tông vào bên trong hạo thiên giới hai là dịp trần có thực lực chống lại bác đại tiên môn thậm chí nhổ tận gốc kình thương tông mà hai cái biện pháp này chẳng những đều rất khó làm hơn nữa đều có một cái tiền đề chính là trước tiên đều phải vào tu chân giới mới được thế nhưng là hiện nay ở một đầu thông đạo bên kia nhân mã của tứ đại tiên môn chỉ sợ sớm đã có mai phục hơn nữa lão hồ ly vân thương sinh kia còn sống nếu như hắn cứ đi vào như vậy thì chắc chắn sẽ bị hắn liếc mắt nhận ra lúc trước hắn sử dụng lực lượng thế giới của hạo thiên giới bị một bàn tay của thiên ý tu chân giới đánh nổ nếu như nói trong lòng không có một chút sợ hãi nào vậy thì chắc chắn là giả dịp trần càng nghĩ cũng thực sự nghĩ không ra một cái biện pháp tốt nào chẳng lẽ đã định sẵn là không cứu được lạc hà tông sao hiên nguyệt xem ra đời này ta cũng không có cách nào đến giúp được ngươi a à. Ngay vào lúc Diệp Trần gần như muốn từ bỏ thì bỗng nhiên linh quang lóe lên. Không đúng. Lúc trước lần đầu tiên ta tiến vào tu chân giới, nhưng cũng không có xuất hiện ở mê la tinh hải mà là ở một cái tinh vực nhỏ cấp 2 ở biên giới tu chân giới. Đây có phải là mang ý nghĩa, thông đạo giữa hạo thiên giới và tu chân giới không phải chỉ có một cái. Sau khi đạo suy nghĩ này xuất hiện thì tinh thần của Diệp Trần lập tức trở nên hưng phấn, lập tức lách mình trở về bên trong tiên mộ, ở bên trong mảnh không trung loạn lưu này tìm tòi cẩn thận không nghĩ tới dưới phen tìm kiếm này dịp trần thật đúng là có chỗ phát hiện ngoại trừ cái thông đạo mà ta tái tạo ra dường như hạo thiên giới và tu chân giới còn có một cái tiết điểm khác mơ hồ ăn khớp sau khi dịp trần trầm tư một lát trên khuôn mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ mừng rỡ ta hiểu được hóa ra lúc trước hạo thiên đại đế vì phòng ngừa ngoại địch xâm lấn hạo thiên giới cho nên tự tay hủy đi thông đạo tới tu chân giới nhưng lại vì hậu na hàng của hạo thiên giới có thể có cơ hội tiến vào tu chân giới lấy được truyền thừa mà hắn lưu lại cho nên lưu lại một cái thông đạo một chiều chỉ có điều lúc trước ta từ mê la tinh hải trở về chịu đến lực lượng thời không xung kích che giấu đi thông đạo một chiều kia sau khi nghĩ thông suốt rõ ràng chân tướng chuyện này thì dịp trần lập tức thao túng lực lượng thế giới bắt đầu chữa trị thông đạo kia Khoảng ba ngày sau, dịp trần cuối cùng một lần nữa sửa chữa thành công thông đạo này. Dịp trần đèn nén tâm tình kích động, phóng xuất ra một đạo thần niệm, dọc theo thông đạo này mà đi. Một lúc lâu sau, trên gương mặt lo lắng bất an lập tức hiện ra một nụ cười mỉm. Không sai, quả nhiên là vùng tinh vực khi lần đầu tiên ta tiến vào tu chân giới. Cùng lúc đó, mê la tinh hải, tu chân giới thế lực của tứ đại tiên môn sớm đã trú đóng ở phía trên tinh cầu bên ngoài mê la tinh hải bao vây toàn bộ xung quanh mê la tinh hải ở trên tinh cầu chỗ thế lực của vô cực tông khởi bẩm tông chủ đại nhân căn cứ vào tình huống mà thuộc hạ biết gần nhất hôm nay chỉ có lâm thương hải tông chủ lăng vân tông từ bên trong hạo thiên giới trở về hơn nữa sau khi lão gia hỏa này vừa ra tới thì tiến vào trong trận doanh của kình thương tông dường như báo cáo một loại tình báo rất quan trọng nào đó một tên trưởng lão vô cực tông ở một bên hướng về phía vân thương sinh tông chủ vô cực tông không người báo cáo. Ồ! Vân thương sinh nghe xong, chỉ là khẽ châu mày, không nói thêm gì nữa. Tên trưởng lão kia thấy thế lập tức nhìn không được lại nói. Tông chủ đại nhân, nếu như thuộc hạ đoán không có sai, lâm thương hải chắc là được công tôn tông chủ phái trở về, tam đại tông chủ đến nay đều chưa có trở về, ngài nói có phải bọn có phải thật sự phát hiện ra cái gì hay không? chúng ta có nên hay không? Không đợi tên trưởng lão kia nói xong thì Vân Thương Sinh lại khoát tay áo, nói. Không vội. Người mà chúng ta phải đi vào, đến nay vẫn còn chưa có trở về, mọi thứ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hơn nữa, mấy ngày gần đây, ngoài trừ lâm thương hải kia ra, tất cả những người khác vậy mà không có một người trở về. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ở trong đó có chút mánh khóe gì sao? Tên trưởng lão của Vô Cực Tông kia sau khi nghe xong lời này thì sắc mặt lập tức hơi đổi một chút. Ý của tông chủ đại nhân là, những người tiến vào Hạo Thiên giới kia ở bên trong gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng Tam đại tông chủ kia thế nhưng đường đường là cường giả đế quân. Chuyện này không có khả năng lắm a. À? Vân Thương Sinh cười lạnh. Lời nói mặc dù là như thế, thế nhưng là ngươi phải biết, đó dù sao cũng là một phương thế giới khác. Bên trong đến tột cùng là tồn tại sự khủng khiếp gì, chúng ta ai cũng không nói được. Cho nên, vẫn là câu nói kia, dục tốt bất đạt. Ở trước khi tình huống không có sáng tỏ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tên trưởng lão kia một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Thuộc hạ hiểu. Vân thương sinh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lại nói. Đúng rồi. Ngươi nhanh chóng trở về vô cực tông một chuyến, mang theo vô cực nhân quả bàn tới đây cho bổn tông chủ. Trưởng lão kia lập tức hơi kinh hãi, sau đó thì hiện ra vẻ nghi hoặc. "Tông chủ đại nhân, ngài đây là có ý gì? Đó là vô cực nhân quả bàn, chẳng lẽ còn có thể truy tung người ở thế giới khác?" Vân Thương Sinh lắc đầu, nói: "Đương nhiên không thể. Tuy nhiên ta vẫn luôn có một loại cảm giác, tiểu tử kia trước đó bị thiên ý của tu chân giới giết chết, có lẽ không có chết dễ dàng như vậy." Trưởng lão kia nghe được điều này thì lập tức càng thêm ngạc nhiên. Tông chủ đại nhân nói, là cái tên tiểu tử ở trên tinh cầu nguyên thủy giết chết Vân trưởng lão sao? Hắn coi như còn sống, làm sao có gan mà quay lại đây? Vân Thương Sinh lại lắc đầu lần nữa, hít sâu một hơi, nói: "Vấn đề này cũng khó mà nói. Ngươi làm sao có thể xác định, từ Hạo Thiên giới tiến vào tu chân giới chỉ có một cái thông đạo?" Sau khi Diệp Trần phát hiện đã thông thông đạo thứ hai cũng không có lập tức tiến vào tu chân giới. Trước lúc trời đi, hắn tự nhiên phải đi về bàn giao một phen trước đã, thuận tiện mang theo hỗn thế ma viên tên hỗ trợ đắc lực này. Trở lại căn biệt thự số 1 ở Vân Châu. Ngoại trừ Hiên Nguyệt, mấy người Tô Lam ra thì Diệp Thiên Ca, Sịch Sơn Hà và người của cùng tiên môn, tất cả cũng đều chờ đợi ở đây đã lâu. Trước đó, Diệp Trần và toàn bộ những tên thiên ngoại tà ma kia biến mất không thấy đâu nữa, mọi người tuy rằng cảm thấy Diệp Trần chắc chắn sẽ không có việc gì, thế nhưng là tung tích mất đi liên tiếp mấy ngày, tự nhiên cũng khó tránh khỏi lo lắng. Nhìn thấy Diệp Trần trở về, mọi người lúc này mới thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nói chuyện được một lúc, Chúc Minh Phi bỗng nhiên tiến lên phía trước nói. Môn chủ, bây giờ toàn cầu rơi vào tay giặc, chỉ còn có một mình hoa hạ chúng ta là độc lập. Mấy ngày nay, những tên thiên ngoại tà ma kia biết được tin tức ngài mất tích, dường như lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Diệp Trần nghe được điều này thì khóe miệng không thể không hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh. Bọn họ đã không biết tốt xấu, vậy thì ta sẽ tác thành cho bọn hắn. Truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, từ ngày hôm nay, cùng tiên môn đối ngoại tuyên chiến, bắt đầu thanh trừ thiên ngoại tà ma. Thật ra thì lấy năng lực trưởng khống hạo thiên giới của Diệp Trần bây giờ, chỉ cần hắn muốn thì hoàn toàn có thể trong vài phút diệt đi toàn bộ những người của tu chân giới xâm nhập vào hạo thiên giới kia. Tuy nhiên, Diệp Trần cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn muốn dùng những người này đến ma luyện tu vi môn hạ đệ tử của mình đồng thời còn có thể mượn cơ hội này làm gia tăng uy vọng của cùng tiên môn trên toàn cầu lên tới đỉnh phong sau này dẫn theo người của địa cầu cùng nhau đối kháng tu chân giới xâm lấn dù sao chỉ có mình hắn mạnh cũng không có ý nghĩa quá lớn chỉ có thực lực tổng hợp của hạo thiên giới cường đại thì đó mới là thật sự cường đại nói không chừng trong tương lai có thể phản công xâm lược lại tu chân giới vừa nghĩ đến đây dịp trần dừng lại một chút lại nói tiếp sau khi thanh trừ xong những tên thiên ngoại tà ma kia cùng tiên môn ở trên bảy châu lục trên toàn cầu phân biệt thiết lập một trường đại học tu chân ở mỗi một quốc gia lớn thiết lập phân bộ của cùng tiên môn tận sức tăng lên trình độ tu vi của người trên toàn cầu diệp trần vừa nói ra lời này ngoại trừ hiên nguyệt thì mấy người tô lam không hiểu được trong đó là gì nhưng những người còn lại thì ngay lập tức thi nhau hiện ra sự sợ hãi lẫn vui mừng nghe được ý tứ trong lời nói này của diệp trần đây không chỉ là muốn thanh trừ lực lượng thiên ngoại tà ma mà còn là nhịp điệu muốn thống nhất toàn cầu a à. chỉ có điều bọn họ làm sao biết được rằng bản thân diệp trần vốn đã là chúa tể tuyệt đối của thế giới quyền lực ở thế tục đối với hắn mà nói không có bất cứ một chút ý nghĩa gì hắn chẳng qua là muốn lấy người trái đất làm cơ sở lấy trái đất làm đầu nguồn tương lai phát triển thành loại tồn tại giống như tu chân giới sau khi diệp trần nói xong lời này thì ngược lại nhìn về phía dịch sơn hà ở một bên nói việc này ta hy vọng dịch lão và quân đội cũng tham gia giúp đỡ chút dịch sơn hà vốn là còn có mấy phần lo lắng nghe được điều này thì mặt mũi lập tức hiện đầy vẻ vui mừng vội vàng gật đầu đồng ý có câu nói này của dịp trần chỉ chờ cuồng tiên môn khu trừ sạch sẽ thiên ngoại tà ma vậy hoa hạ quốc chắc chắn sẽ áp đảo trên các quốc gia khác thực sự trở thành đại quốc đệ nhất trên toàn cầu chỉ là dịch sơn hà làm sao cũng không nghĩ tới ở trong tương lai không lâu nhân loại sẽ vượt qua ngân hà xông ra hệ thái dương, thậm chí là cả giải ngân hà, đến lúc đó, trái đất cũng hiện ra không có gì đáng kể. Sau khi bàn giao chuyện này xong, mọi người thi nhau rời khỏi. Diệp Trần kéo Hiên Nguyệt tới một bên, lúc này mới hướng về phía nàng ta nói từ đầu tới cuối về chuyện của Lạc Hà Tông. Hiên Nguyệt nghe thấy Diệp Trần phải mạo hiểm tiến và tu chân giới đi cứu vớt Lạc Hà Tông thì lúc này có thái độ rất kiên quyết biểu thị phải cùng đi với Diệp Trần. Diệp Trần nói cạn lời, Hiên Nguyệt vẫn kiên trì với ý kiến của mình, cuối cùng đành phải đồng ý. Thật ra thì kể từ thời điểm Hiên Nguyệt tìm về Trí Nhớ Kiếp trước cho đến nay, tu vi chẳng những tăng lên nhanh chóng, đạt đến cảnh giới Hóa Thần đỉnh phong, thực lực cũng xưa đâu bằng nay, cho dù đối mặt với Hợp Đạo Tiên Quân cũng có sức đánh một trận. Huống chi, nếu như Hiên Nguyệt không cùng tiến về thì Lạc Hà Tông chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng Diệp Trần, chứ đừng nói đến việc từ bỏ thế lực tông môn hiện có để chạy trốn tới Hạo Thiên Giới. Cuối cùng Diệp Trần mang theo hỗn thế ma viên và hiên nguyệt cùng nhau rời khỏi Vân Châu, lần nữa đi tới trước cửa vào tiên mộ, trực tiếp thông qua thông đạo thứ hai tiến vào trong tu chân giới. Đúng như lúc lần đầu tiên tiến vào tu chân giới, đây là một cái tinh vực cấp hai tên là tinh vực thiên lang nằm ở khu vực biên giới của tu chân giới. Ở trước khi đi tới Lạc Hà Tông thì chúng ta còn phải đi tới một nơi khác trước. Đi gặp một người. Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Hỗn Thế Ma Viên và Hiên Nguyệt thi nhau hiện ra vẻ hoài nghi. Người nào? Diệp Trần mỉm cười cũng không có nói là ai mà là lật bàn tay một cái, lấy ra pháp bảo không gian tiêu giao tiên châu. Hắn chính là người tặng tiêu giao tiên châu cho ta. Nói xong lời này, tâm niệm Diệp Trần vừa động thì đã dẫn Hỗn Thế Ma Viên và Hiên Nguyệt rời khỏi tinh vực thiên lang, thẳng đến tinh vực thiên huyền mà đi. Diệp Trần nói tới, tự nhiên chính là yêu đế cửu lão ngày xưa là thuộc hạ của hạo thiên đại đế ở trên tinh cầu thiên huyền kia thật ra thì sau khi lấy được truyền thừa của hạo thiên đại đế diệp trần vẫn muốn gặp lại vị cửu lão này một lần đáng tiếc trước đó quả thật có quá nhiều chuyện cho nên cũng không có cái cơ hội này bây giờ lại vừa đúng là có một cái cơ hội mà nói không chừng còn có thể có thêm một người cường đại giúp đỡ thật ra thì lần này tiến vào tu chân giới thật sự là tương đối mạo hiểm một khi để bác đại tiên môn phát hiện hành tung của hắn thì chắc chắn sẽ tương đối nguy hiểm. Tinh vực thiên lang rất gần với tinh vực thiên huyền, hơn nữa lại có tiêu giao tiên châu gia trị, chẳng mấy chốc đã đi tới trên tinh cầu thiên huyền. Lại đi tới trước một cái hồ nước trong dãy núi yêu thú kia một lần nữa. Đóng! Đóng! Cùng với hai tiếng kêu kinh khủng đó, hao đạo thân thể cao lớn một đên một đỏ lao ra khỏi hồ nước, sau đó thì gầm thét hướng về phía mấy người dịp trận đánh tới đây rõ ràng là hai con yêu thú cự mãn từ khí tức nhìn lại chỉ ít cũng là yêu thú ngủ dai không đợi dịp trần động thủ thì hỗn thế ma viên mặt mũi sớm đã tràn đầy hưng phớ ở một bên đã xông ra ngoài tôn thượng hai con rắn nhỏ mà thôi để ta giải quyết từ khi hỗn thế ma viên cũng như dịp trần từ tu chân giới tới hạo thiên giới qua lại giữa hai giới này đâm ra ngôn ngữ cứ lộn tùng phèo giữa giới này với giới kia bên hạo thiên giới thì là trắng còn ở tu chân giới sẽ gọi là xà hay mãn cũng như ở tu chân giới thường sẽ là thê tử nhưng ở hạo thiên giới cũng có cách gọi là thê tử từ thời phong kiến nhưng bây giờ là thời hiện đại sẽ là vợ nữ nhân sẽ là con gái nàng ta thì sẽ là cô ta đang khi nói chuyện hỗn thế ma viên đã hiện ra chính bản thể của mình song chưởng trực tiếp tùy tiện một trảo ngay lập tức bắt được cổ của hao con cự mãn kia sau đó gắt gao đặt ở trên mặt đất ngao hai con cự mãn kia không có bất luận sức phản kháng nào, ngay lập tức bị hỗn thế ma viên gắt gao bắt lấy, mặc cho bọn họ dãy dụ như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát, chỉ có thể liều mạng gào lên. Chỉ là hai con tiểu xà, cũng dám tới tìm vượng gia gia ngươi gây rắc rối. Nhìn ta trút gân lột da của các ngươi. Hỗn thế ma viên nói xong, giơ cái chân to lớn của mình lên, đang muốn dẫm vào trên người hai con cự mãn kia. Đúng lúc này, Diệp Trần cũng đã nhận ra được hai con cự mãn này thì vội vàng vọt tới trước mặt. Lão vượng, dừng tay. Mà hai con cự mãn kia cũng lập tức nhận ra Diệp Trần, nhất là con cự mãn màu đen kia vậy mà miệng nói tiếng người, trong giọng nói hiện ra vẻ vui mừng nồng đầm. Chủ nhân, hóa ra cái con cự mãn màu đen này bỗng nhiên chính là U Minh Viêm Xà mà lúc trước Diệp Trần ở bên trong di tích của tạo hóa thiên quân thu phục được, mà con cự mãn màu đỏ kia thì chính là thôn thiên mãn nhìn thấy u minh viêm xà một lần nữa dịp trần cũng rất mừng rỡ đang muốn để hỗn thế ma viên thả u minh viêm xà và thôn thiên mãn ra đúng lúc này âm âm phía dưới hồ kia đột nhiên lại truyền đến một tiếng vang sau đó là một đạo bóng dáng còn khổng lồ hơn cả hai con cự mãn kia mấy lần lao ra từ trong hồ nước trong lúc nhất thời toàn bộ dãy núi yêu thú đều đi theo đó mà mạnh mẽ rung chuyển giống như xảy ra một cơn địa chấn đặc biệt lớn chỉ thấy ở trong hồ nước phía dưới này có một con quái vật khổng lồ lao ra rõ ràng là một con cự mãng dài đến gần ngàn mét thế nhưng là nửa phần trên của con cự mãng này lại có hình người đầu người thân trắng hết sức kỳ lạ con khỉ ngang ngược từ đâu tới cũng dám làm tổn thương tôn nhi của ta yêu đế vừa xuất hiện thì lập tức gầm thét đánh về phía hỗn thế ma viên đến hay lắm hỗn thế ma viên thấy thế thì lập tức quát lớn một tiếng thuận tay vứt bỏ thôn thiên mãn và u minh viêm xà xuống dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái thì trực tiếp phi thân nhảy lên lao về phái yêu đế cửu lão âm âm thân thể khổng lồ của yêu đế kia lập tức uốn éo cái đuôi khổng lồ dài tới vài trăm mét kia lập tức giống như một một cái dây thừng to khổng lồ hướng hỗn thế ma viên hung hăng quất xuống không gian xung quanh lập tức vỡ vụn không trung trung chuyển một trận như thể tính cả toàn bộ tinh cầu thiên huyền cũng phải mạnh mẽ lắc lư một cái Quy lực của một đuôi roi này chỉ sợ đã có thể so với một kích của độ kiếp đế quân. Thật ra thì, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Trần nhìn yếu yêu đế xuất thủ, lần gặp mặt trước đó, tu vi của Diệp Trần còn chưa bước vào cảnh giới hóa thần, cho dù ở dưới tình huống lôi hết ác chủ bài ra thì nhiều nhất cũng chỉ có thực lực hóa thần thiên quân mà thôi, căn bản ngay cả tư cách để yêu đế xuất thủ cũng không có. Cửu lão không hổ là tồn tại đã từng đi theo hạo thiên đại đế, thực lực cũng không kém tứ đại đến quân kia, chỉ sợ đã đạt tới cấp độ yêu thú bát giai đi. Hỗn thế ma viên thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ hưng phấn nồng đậm, thế mà cũng không né tránh, trực tiếp giơ quyền lên đánh ra, hiển nhiên là có ý định liều mạng với yêu đế. Hỗn thế ma viên tuy rằng chỉ có thất giai đỉnh phong, nhưng hắn chính là dị chủng thượng cổ, thực lực thế mà so với yêu thú bát giai cho nên không sợ chút nào. Hơn nữa, hỗn thế ma viên trời sinh có tính hiếu chiến, có thể gặp phải yêu thú có thực lực tương đương với hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cơ hội được chiến đấu này. Oanh long 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 long. Sau khi hai người ở trên không trung va chạm vào nhau, lập tức giống như hai khỏa tinh cầu xảy ra va chạm, phạm vi không gian trong vòng mấy trăm dặm trong nháy mắt đầu bị đánh nát bấy. Sau đó, một cổ sống xung kích cường đại hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, toàn bộ dãy núi yêu thú trong nháy mắt biến thành một đống phế tích đến ngàn vạn con yêu thú mà tính ở dưới cổ lực trùng kích cường đại này, tất cả đều thi nhau bị vùi lấp dưới mặt đất. Hai đại yêu thú này, dù sao cũng đều là cường giả cấp đế quân, vẹn vẹn mới chỉ giao thủ một chiêu thì đã phá hủy toàn bộ dãy núi yêu thú. Mà hỗn thế ma viên và yêu đến sau khi va chạm vào nhau, cũng riêng phần mình lùi lại hơn 10 dặm, đúng là lực lượng ngang nhau. Về phần hiên nguyệt, thôn thiên mãn và u minh viêm xạ đứng ở phía dưới quan sát, nếu không phải có dịp trận che chở, thì ở dưới làn sóng trùng kích cường đại trước đó, vào lúc này coi như không chết thì chỉ sợ cũng đã bị thương nặng. a, à, không nghĩ tới mấy chục vạn năm rồi bản đế không có xuống núi, yêu giới lại có loại cường giả bực này như ngươi. ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? yêu đế hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương chỉ là một con yêu thú thất giai vậy mà có thể có được thực lực ngang bằng với hắn, lập tức nhìn không được mà kinh hô một tiếng không nghĩ tới hỗn thế ma viên nghe được điều này thì lập tức cười ha ha một mặt vẻ đùa cợt nói chỉ là một con cửu u thôn thiên mãn sống mấy trăm vạn năm mà thôi cũng dám ở trước mặt vượng gia gia của ngươi tự nhận mình lớn hơn thật sự là lố bịch ngươi nói cái gì yêu đế nghe được điều này thì lập tức hơi sững sờ ánh mắt cẩn thận đánh giá trên thân hỗn thế ma viên một phen bên trong đôi mắt hiện ra vẻ chấn kinh nồng đầm chẳng lẽ ngươi là gì chủng thượng cổ hỗn thế ma viên sống vai cùng với thần long phượng hoàng trong truyền thuyết sao điều này sao có thể hỗn thế ma viên sớm ở vô số kỷ nguyên trước đó thì đã bị diệt tuyệt a à. hỗn thế ma viên lại cười ngạo nghễ một lần nữa xem ra ngươi còn không tính quá ngu chí ít ngươi còn nghe nói qua đại danh của vượng gia gia ta hư yêu đế thấy ngôn ngữ của hỗn thế ma viên ngạo mạn thì lập tức hừ lạnh một tiếng trên mặt đã hiên ra sắc mặt giận dữ. Cho dù ngươi là gì chủng thượng cổ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là thất giai mà thôi, cũng dám ở trước mặt bản đế nói ra lời nói điên cuồng. Hỗn thế ma viên lập tức giận dữ. Được ngươi cái con quái vật người chẳng ra người xa chẳng ra xa này. Cũng dám nói như vậy với vượng gia gia ngươi, muốn chết. Tính khí của hỗn thế ma viên vốn nóng nảy, một lời không hợp cũng đã phi thân lên, lần nữa hướng đối phương giết tới ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi chỉ là một con yêu thú cấp bảy thì có thể có bản lãnh gì yêu đế cũng tương tự không cam lòng yếu thế cái đuôi lớn lập tức vung lên cũng xông tới âm âm mắt thấy hai đại yêu thú này sắp động thủ lần nữa dịp trần thấy thế không thể không lắc đầu thân thể đành phải nhoáng một cái cũng vọt tới lấy tu vi và thực lực của hai vị trước mắt này nếu như tiếp tục đánh tiếp thì chỉ sợ cả quả tinh cầu thiên huyền này cũng sẽ bị bọn họ phá hủy âm âm. Mắt thấy công kích của hai đại yêu thú sắp va chạm vào với nhau lần nữa, hai tay Diệp Trần nhanh chóng kết ấn, sau đó song trưởng bỗng nhiên đánh ra. Không gian phía trước lập tức vỡ vụn, ở bên trong hư không vô tận kia xuất hiện một cái vòng xoáy hình dạng lỗ đen. Hô hô hô. Công kích mà hai đại yêu thú phát ra lập tức chui vào bên trong vòng xoáy lỗ đen kia, sau đó thì biến mất không thấy gì nữa. Chẳng mấy chốc. Không gian vỡ vụn lại khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như chuyện gì cũng không có xảy ra. Ồ! Yêu đế nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Mà ngay cả hỗn thế ma viên cũng có chút ngoài ý muốn. Nhớ rõ trước đó ở tinh cầu Nguyên Thủy, tu vi của Diệp Trần cũng chỉ có ở cấp độ hợp đạo tiên quân, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà tiến bộ đến trình độ như vậy, e là cho dù đối mặt với độ kiếp đế quân cũng đã không rơi vào thế hạ phong. Lão cửu, lão vượng tất cả đều là người một nhà, chớ có tổn thương hòa khí. Sau khi Diệp Trần dễ dàng hóa giải thế công của cả hai, đứng ở vị trí giữa hai con yêu thú, mở miệng cười nói. Hỗn Thế Ma Viên tự nhiên nghe theo Diệp Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, lập tức đi tới sau lưng Diệp Trạng, đứng vững thân hình, không lên tiếng nữa. Mà Yêu Đế kia, vào lúc này cũng đã nhận ra Diệp Trần, sớm đã kinh ngạc vạn phần há mồm ra thật to, mắt như muốn lòi ra ngoài. Chỗ nào còn nhớ tới chuyện đánh nhau với Hỗn Thế Ma Viên? Là ngươi? Tiểu Gia Hỏa, khí tức ở trên người ngươi chẳng lẽ ngươi đã nhận được truyền thừa của đại đế? Yêu đế vô cùng kích động, thân thể nhoáng một cái hóa thành ông lão bình thường đi tới trước mặt Diệp Trần, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này mới chỉ có mười mấy năm mà thôi, tiểu tử này trước đó ở trước mặt hắn chỉ giống như một con kiến hôi mà thôi, vậy mà đã phát triển đến tình trạng này. Hơn nữa từ trên người Diệp Trần, hắn cảm nhận được khí tức của hạo thiên đại đế vô cùng rõ ràng. Diệp Trần mỉm cười. May mắn không làm nhục mệnh. Cửu lão, đã lâu không gặp rồi. Nghe được câu trả lời của Diệp Trần, vẻ kích động trên mặt của yêu đế lập tức càng trở nên nồng đậm. Mười vạn năm. Hắn đợi khoảng mười vạn năm. Hắn vốn cho là Diệp Trần tuy có tư chất không tê, nhưng muốn có được truyền thừa của hạo thiên đại đế thì cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ sợ ít nhất cũng phải mất khoảng thời gian tới mấy trăm năm, tuyệt đối không nghĩ tới hắn vậy mà thành công nhanh tới như vậy. Được được được. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi đã đạt được truyền thừa của đại đế vậy thì từ nay về sau, ngài chính là chủ nhân mới của ta. Yêu đế kích động nói xong lời này thì bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía dịp trần quỳ gối xuống. Cửu u thôn thiên mãn, bái kiến chủ nhân. Dịp trần tranh thủ đỡ yêu đế dậy cửu lão nói quá lời ngài là tiền bối của ta hơn nữa nếu không phải lúc trước ngài chỉ điểm ta cũng không có khả năng đạt được truyền thừa của hạo thiên đại đế ngài tuyệt đối không cần phải xưng hô như thế cứ gọi ta là diệp trần thì được rồi cửu u thôn thiên mãn thì vội vàng lắc đầu như vậy sao được ngài đã đạt được truyền thừa của lão chủ nhân đó chính là chủ nhân mới của ta lão già này cũng không dám lỗ mãn diệp trần nói hết lời cửu u thôn thiên mãn vẫn chung thủy với ý kiến của mình. Lúc này, hỗn thế ma viên đứng ở phía sau Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Cần gì phải phiền phức như vậy? Tiểu thảo Sa, không bằng ngươi giống như ta cùng gọi là tôn thượng là được rồi. Cửu u thôn thiên mãn nghe được hỗn thế ma viên mở miệng nói lời vô lễ thì lập tức trận mắt trừng một cái, hiển nhiên ân oán trước đó còn chưa có hoàn toàn tiêu tan. Mắt thấy không khí này có chút không ổn lắm, Diệp Trần vội vàng nói. Đề nghị này của lão vượng rất hay, cửu lão quyết định như vậy đi. Cửu U Thôn Thiên Mãn thấy dịp tràn mở miệng, lúc này mới dịch chuyển ánh mắt rời khỏi trên người hỗn thế ma viên, nhẹ gật đầu, nói. Thôi, vậy ta liền nghe theo chủ, tôn thượng. Sau đó, Diệp Trần nói ra kế hoạch tiến vào tu chân giới lần này của mình cho cửu U Thôn Thiên Mãn nghe. Cửu lão, lần này tiến về Lạc Hà Tông thực sự hung hiểm vạn phần, người có nguyện ý đi theo ta hay không? Không nghĩ tới, Cửu U Thôn Thiên mãn lập tức nhướng mày, nói. Tôn Thượng có lệnh, thuộc hạ đương nhiên phải nghe theo, tuy nhiên. Nói đến đây, không đợi Cửu U Thôn Thiên mãn nói dứt lời thì hỗn thế ma viên ở một bên cũng đã nhìn không được mà chế giễu. Này! Tôn Thượng, ngươi thấy được không? Con tiểu thảo xa này ngoài miệng nói thì êm tai, thật ra thì cũng chỉ là nói mà thôi, vừa nghe nói phải là kẻ địch với bác đại tiên môn thì lập tức biến thành rùa đen rút đầu a. À? cựu u thôn thiên mãn lập tức tức giận đến không nhịn được lập tức quát lớn một tiếng con khỉ thối kia ngươi bớt ở chỗ này nói bậy bạ đi bản đế năm đó đi theo lão chủ nhân chinh chiến vô số tinh vực nhất thống toàn bộ tu chân giới năm đó tông chủ của bác đại tiên môn gặp bản đế cũng phải ngoan ngoãn hành lễ ta sẽ sợ bọn họ sao hỗn thế ma viên cười lạnh nói chính ngươi cũng đã nói ngươi là theo chân vị lão chủ nhân kia của ngươi cho nên mới được nở mày nở mặt như vậy, bây giờ không có chỗ dựa, lá gan không phải cũng nhỏ đi sao? Bằng không làm sao lại xấu hổ như vậy? Ngươi! Ngươi nói bậy nói bạ! Cửu U Thôn Thiên mãn tức giận đến lòng ngực đều muốn nổ, hỗn thế ma viên này, miệng xác thực cũng quá cay độc. Mắt thấy hai đại yêu thú một lời bất hòa là muốn xảy ra xung đột, Diệp Trần vội vàng mở miệng ngăn lại, thật vất vả mới trấn an bọn hắn xuống tới. Cửu lão, Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nếu như ngươi không muốn thì tôi sẽ không bao giờ miễn cưỡng. Diệp Trần chậm rãi mở miệng nói, mặc dù ít nhiều có chút thất vọng, thế nhưng hắn cũng không muốn ép buộc. Không nghĩ tới, cựu U Thôn Thiên Mãn lập tức một mặt vội vàng nói. Tôn Thượng, ngài thật là hiểu nhầm ta. Cho dù là tuyên chiến với bác đại tiên môn, lão già ta lại có sợ gì? Ta là muốn nói, ở trước khi đi tới Lạc Hà Tông kia còn có một chuyện quan trọng nhất định phải xử lý. Cửu U Thôn Thiên Mãn vừa mới nói chuyện, hỗn thế ma viên lại chen lời nói. Hắc hắc. Nói thật dễ nghe, chẳng qua chỉ là lấy cớ thôi. Mắt thấy Cửu U Thôn Thiên Mãn tức giận đến hai mắt muốn nứt ra, Diệp Trần đành phải sụ mặt, hướng về phía hỗn thế ma viên nói. Lão vườn, ngươi trước tiên không nên mở miệng nói chuyện. Cửu lão, ngươi cũng đừng để ý tới hắn, ngươi nói tiếp, đến cùng là chuyện quan trọng gì mà cần phải xử lý, ta có lẽ có thể giúp được. Cửu U Thông Thiên mãn hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng xuống, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Tôn Thượng, việc này chỉ sợ không có sự giúp đỡ của ngài thì không được. Lông mày Diệp Trần lập tức nhíu lại. Ô, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu U Thông Thiên mãn lại xoay chuyển lời nói, chỉ vào hồ nước phía dưới, chậm rãi nói. Tôn Thượng, ngài có biết, lão già ta vì sao phải ẩn cư ở chỗ này lâu đến 10 vạn năm không? Diệp Trần lắc đầu, biểu thị không biết. Trên mặt cửu U Thôn Thiên Mãn hiện ra nụ cười, nói Bởi vì nơi đây cất giữ một cái hỗn độn linh bảo kinh thiên động địa, chính là năm đó lão chủ nhân cũng vô cùng muốn có được bảo vật này, đáng tiếc cuối cùng cũng không thể luyện hóa thành công. Diệp Trần lập tức giật mình. Hỗn độn linh bảo Hỗn độn linh bảo, tên như ý nghĩa, là pháp bảo tiên thiên được đảng sinh ra ở bên trong hỗn độn là tồn tại còn thần bí hơn cả so với thần khí. Ví dụ như diệt thế ma đao trong tay Diệp Trần thuộc về hỗn động linh bảo, chẳng qua là không trọn vẹn, vốn là một thể với trường sinh kiếm của vô cực tông. Nhưng cho dù chỉ là một nửa, diệt thế ma đao cũng đã có thể so sánh với thần khí. Mà ngay cả hỗn thế ma viên nghe được điều này thì trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh hãi, rất hiếm thấy không có mở miệng ra để chế giễu. Các ngươi đi theo ta đi. Cửu U Thôn Thiên Mãn vung lên tay áo dài, trực tiếp hướng về hồ nước ở phía dưới mà lao đi, Diệp Trần và Hỗn Thế Ma Viên liếc nhau một cái cũng vội vàng đuổi theo. Hiên Nguyệt và hai con cự mãn ở đằng sau cũng lập tức đuổi theo. Mọi người chui xuống hồ nước, chẳng mấy chốc thì đi tới chỗ cung điện thần bí dưới đáy hồ kia. Cửu U Thôn Thiên Mãn mang theo mọi người tiến vào trong cung điện, một mặt xuyên qua mấy chục đạo cấm chế, dường như đã đi tới khu vực trung tâm của cung điện thần bí dịp trần trước đó đã từng tiến vào trong cung điện một lần tuy nhiên lần đó chỉ là tiến vào vòng ngoại của cung điện căn bản không biết bên trong vậy mà ẩn tàn sâu như thế cuối cùng sau khi đi qua gần trăm đạo cấp chế dường như tiến vào bên trong một mảnh không gian vô cùng quỷ dị mà ở vị trí trung tâm của mảnh không gian quỷ dị này có một hòn đá lớn chừng bàn tay tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đang lơ lửng ở đó hòn đá này mới nhìn thì dường như cũng không có bất kỳ chỗ kỳ lạ nào cùng với hòn đá bình thường thì không khác nhau mấy nhưng vô luận là diệp trần hay là hỗn thế ma viên sau khi nhìn thấy hòn đá lớn chừng bàn tay này thì trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ mặt ngưng trọng diệp trần có thể cảm nhận được rõ ràng khi hắn bước chân vào mảnh không gian này hỗn độ pháp tắc vẫn luôn giấu kín ở chỗ sâu nhất bên trong thân thể của mình dường như hơi rung động một chút mà hỗn thế ma viên thì sau khi gắt gao đánh giá hòn đá kia một lát bỗng nhiên hoảng sợ nói ta nhớ rồi đây là vĩnh hằng chi thạch. Là năm đó nguyên thủy lão nhi vì củng cố tu chân giới mà đặc biệt từ bên trong thế giới hỗn động thu thập được vĩnh hằng chi thạch này a. À. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Kỳ lạ. Quá kỳ lạ. Hỗn thế ma viên vừa thốt ra lời này thì vô luận là Diệp Trần hay là cửu U Thôn Thiên mãn lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vĩnh Hằng Chi Thạch Vĩnh Hằng Chi Thạch là như thế nào? Không chỉ có mình Diệp Trần có vẻ mặt chả biết gì, ngay cả cửu u thôn thiên mãn hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói vật này hỗn thế ma viên nghe thấy cửu u thôn thiên mãn mở miệng hỏi thì lập tức đắc ý cười ha ha uổng cho ngươi còn ở nơi này trong giữ mười vạn năm thế mà ngay cả đồ vật mình bảo vệ là cái gì cũng không biết mặt mò của cửu u thôn thiên mãn lập tức hơi đỏ lên hiện ra vẻ mặt xấu hổ vậy mà khó có được không có mở miệng cãi lại thật sự là hắn không biết thứ này là cái gì đây là lúc trước Hạo Thiên Đại Đế ở trước khi còn chưa mở Hạo Thiên Giới thì đã phát hiện cái gì bảo này. Hạo Thiên Đại Đế biết vật này không tầm thường, thế nhưng lại từ đầu đến cuối cũng không hiểu nổi ảo diệu trong đó, cũng không có cách nào đi luyện hóa. Thế là ở chỗ này xây dựng một tòa cung điện, đồng thời phong ấn ở dưới đáy hồ. Về sau, Hạo Thiên Đại Đế vượt qua thiên kiếp, sau khi mở ra Hạo Thiên Giới thì lúc này mới mơ hồ viết được tác dụng của vật này. Đáng tiếc khi đó hắn đã là chủ của một phương thế giới, không cách nào tiến vào tu chân giới thế là ở trước khi hạo thiên đại đế tiến vào thế giới hỗn độn đã để cửu u thôn thiên mãn chờ đợi ở chỗ này đồng thời dặn dò hắn nếu thật sự có người có thể đạt được truyền thừa của hắn thì cần phải để cho người đạt được truyền thừa của hắn luyện hóa vật này sau khi cửu u thôn thiên mãn chậm rãi nói ra chân tướng chuyện này nhìn về phía hỗn thế ma viên ngươi vừa mới nói thứ này gọi là vĩnh hằng chi thạch vĩnh hằng chi thạch là cái gì hỗn thế ma viên lập tức cười đắc ý một mặt cân nhắc nói tiểu thảo xà ngươi đây là đang hướng ta thỉnh giáo sao nếu là thỉnh giáo thì có phải nên có thái độ của kẻ thỉnh giáo hay không dịp trần không thể không lắc đầu lão vượng chúng ta đang trong lúc không có thời gian ngươi cũng không cần lại thừa nước đục thả câu hỗn thế ma viên lúc này mới không có trêu đùa cửu u thôn thiên mãn nữa biểu môi chậm rãi nói ta vừa mới nói qua Thứ này là lúc trước Nguyên Thủy lão nhi, ở lúc tạo dựng tu chân giới mà từ bên trong hỗn độn thu thập được mà tới. Ta nhớ được, Nguyên Thủy lão nhi từ bên trong thế giới hỗn độn, tổng cộng đạt được 9 khối vĩnh hằng chi thạch, sau đó lấy 8 khối trong đó làm căn cơ, kết hợp với thiên tài địa bảo của tu chân giới, chế tạo ra 8 cái thần trụ chống trời, sau đó lại lấy ức vạn sao trời hay còn gọi là tinh không làm bàn cờ, bày ra một cái đại trận kinh thiên như vậy mới khiến cho tu chân giới trước đó luôn hỗn loạn không ổn định mà chậm rãi trở nên ngay ngắn trật tự. Cuối cùng trở thành như ngày hôm nay. Sau khi nghe hỗn thế ma viên kể lại xong, Diệp Trần và cửu U Thôn Thiên Mãn lập tức kinh ngạc đến ngay người lần nữa. Nhất là trên mặt cửu U Thôn Thiên Mãn lập tức hiện ra vẻ kinh nghi nồng đầm. Nguyên thủy lão nhi trong miệng của ngươi nói chính là nguyên thủy đại đế. Hỗn thế ma viên cười ha ha một tiếng, không phải vậy thì ngươi cho rằng là ai? Ta bị nguyên thủy lão nhi kia phong ấn ở bên trong núi thiên kiếp, vượt qua vô số năm tháng, nếu không phải như vậy ta há lại sẽ chỉ có thất giai. Cái này, cửu u thôn thiên mãn rõ ràng là có chút quá tải, không thể không nhìn về phía Diệp Trần, Diệp Trần thì nhẹ gật đầu, biểu thị hỗn thế ma viên nói không có sai. Hỗn thế ma viên nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của cửu u thôn thiên mãn thì lập tức càng tỏ ra đắc ý, lại nói tiếp. Đúng rồi, tôn thượng ta nhớ được nguyên thủy lão nhi đã từng nói thế giới mới sinh ra thì chắc chắn có nghĩa là thế giới cũ biến mất chỉ có lúc tu chân giới bắt đầu sụp đổ thì năng lượng mới có thể điên cuồng chảy về hướng hạo thiên giới mà nếu như ngài muốn để cho tu chân giới nhanh chóng sụp đổ thì đánh nát tám cái thần trụ chống trời kia thì có lẽ là biện pháp tốt nhất dịp trần nghe xong lời nói này của hỗn thế ma viên thì long mày cũng lập tức hơi nhíu lại vậy ngươi có biết tám cái thần trụ chống trời kia là ở nơi nào không hỗn thế ma viên lập tức cười nói đến vừa khéo tám cái thần trụ chống trời này vừa đúng ở chỗ mà chúng ta đối đầu dịp trần khẽ châu mày không phải là bác đại tiên môn chứ hỗn thế ma viên nhẹ gật đầu nói không sai bác đại tiên môn này thật ra thì từ xưa đều xuất từ môn hạ của nguyên thủy môn là nguyên thủy lão nhi phái bác đại đệ tử đi trấn thủ thần trụ chống trời ở dưới gợi ý của Nguyên Thủy Lão Nhi, bác đại đệ tử Khai Sơn lập phái, lúc này mới có bác đại tiên môn như bây giờ. Chỉ là không có nghĩ tới là, cái này đi qua vô số kỷ nguyên, Nguyên Thủy Môn sớm đã xuống dốc, ngược lại là bác đại tiên môn, cư nhiên trở thành trụ cột của tu chân giới. Hơn nữa, Tôn Thượng, Ngài còn nhớ rõ trước đó, Ngài bị thiên ý của tu chân giới công kích sao? Cái này chắc chắn là có liên quan tới việc bác đại tiên môn thủ hộ thần trụ chống trời. Diệp Trần lập tức giật mình, lúc trước lúc mà hắn muốn tru sát đồ diệt sinh thì bị một trưởng của thiên ý của tu chân giới đánh nổ, việc này hắn vẫn không hiểu nguyên do trong đó, bây giờ nghĩ lại cũng đã có thể hiểu được rõ ràng. Đồ diệt sinh là tông chủ của một trong bác đại tiên môn, gánh vác chức trách bảo vệ thần trụ chống trời, nói theo cách khác thì chính là thủ hộ giả của tu chân giới, tự nhiên sẽ được thiên ý của tu chân giới bảo vệ. Hơn nữa bác đại tiên môn sở dĩ có thể kéo dài không suy, hơn phân nữa cũng là bởi vì nguyên nhân được thiên ý của tu chân giới bảo vệ trong khi nói chuyện diệp trần cũng đã chậm rãi đi tới trước viên vĩnh hằng chi thạch kia trực tiếp đưa tay chọc tới nhưng không ngờ diệp trần khẽ vương tay chọc tới vậy mà bàn tay trực tiếp xuyên thẳng qua a à, hòn đá kia nhìn như bình thường bên trong lại bao hàm một cổ lực lượng thần bí không thuộc về thế giới này không hổ là hỗn độn linh bảo diệp trần ngạc nhiên qua đi lập tức tập trung ý chí lần nữa chậm rãi xuề bàn tay ra chập tới. Đáng tiếc, sau khi thử liên tiếp mấy lần, thế nhưng tất cả đều thất bại mà dừng. Cửu U Thông Thiên mãn ở một bên, trên mặt lập tức hiện ra vẻ thất vọng, yếu ớt thở dài một hơi, nói. Xem ra vĩnh hằng chi thạch này quả nhiên khó mà luyện hóa, lão chủ nhân lúc trước thử qua vô số biện pháp cũng không mang đi khỏi nơi này. Diệp Trần thì trao mây trong chốc lát, không thể không nhìn về phía hỗn thế ma viên, nói. Lão vượng, vĩnh hằng chi thạch này là nguyên thủy đại đến mang ra từ bên trong thế giới hỗn độn hắn là làm được như thế nào hỗn thế ma viên vào đầu dứt tai trong chốc lát cuối cùng thì lắc đầu ta cũng không phải là hiểu rõ tuy nhiên ta nhớ rõ nguyên thủy lão nhi đã từng nói vĩnh hằng chi thạch này vĩnh viễn không vẫn diệt là nền tảng tốt nhất của thế giới nhưng cũng không cho phép tồn tại ở giữa vạn vật trên đời thế nhưng là nguyên thủy lão nhi trước đó dùng nó để luyện hóa thần trụ chống trời như thế nào thì ta không được biết rồi. Cựu U Thôn Thiên Mãn cũng không thể không liên tục lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiện hỗn độn linh bảo như vậy, không thể đạt được nó sao? Người nói vô tâm, người nghe lại có ý, trong lòng Diệp Trần bỗng nhiên khẽ động. Hỗn độn linh bảo. Vĩnh Hằng Chi Thạch không cho phép tồn tại ở giữa vạn vật trên đời, nếu như cùng loại hỗn độn linh bảo đến từ thế giới hỗn độn thì sao đây? Sau khi trong lòng hiện ra đạo ý nghĩ này, Diệp Trần lúc đó tâm niệm vừa động. Hô! Diệt thế ma đao cũng đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Diệp Trần. Ông ông! Sau khi diệt thế ma đao xuất hiện thì lập tức bắt đầu rung động dữ dội, vĩnh hằng chi thạch ở đằng trước kia chẳng mấy chốc cũng xuất hiện phản ứng. Diệp Trần lập tức mừng rỡ. Quả nhiên! Có cách! Hết chương 1020, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha